Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Hôm nay mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh hùng chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Sơn Hà đồ của thể loại tân giang hồ, võ hiệp. Chương 9, Đại nạn không chết. Anh hùng chí tác giả Tôn Hiểu. Quyển 5, Hành trình sang Tây chương 9, Đại nạn không chết hồi 1. Lại nói tần trọng hài nhất thời không địch lại sát kim. Mắt thấy y không còn sức chiến đấu sát kim cười ha hà nói. Cầu quan triều đình, gian thần vô sỉ, hôm nay ta phải lấy tính mạng ngươi tế đô đốc. Một lưỡi đao bay đến nhắm thẳng vào lưng, tần trọng hải muốn tránh né nhưng không còn khí lực, đành nhắm mắt chờ chết. ầm ầm đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng. Nổ vang dội mặt đất bỗng chốc chấn động rất mạnh. Sát kim giật mình không điều khiển được lực đảo, đao trên tay xẹt qua, chỉ cắt lớp áo trên lưng tần trọng hải, lộ ra một mảng lương trần. Sát kim ngẩng đầu nhìn về nơi hoang mạc xa xa, chỉ thấy trời đất quay cuồng, chân trời lấp lánh ánh sáng đỏ như đang có thần Phật giáng xuống trần gian. Lúc đầu sát kim kinh ngạc nhưng sau đó lại cười ha hả, nói. Đất sung núi chuyển, trời sinh dị tượng, xem ra ông trời cố ý lưu lại mạng nhỏ của ngươi. Nhưng chỉ cần là cầu quan triều đình, trời giữ nhưng ta không giữ. Lão thét lên một tiếng điên cuồng, giơ đao chém mạnh xuống trời đất chấn động vạn vật đều rơi vào sợ hãi chỉ riêng mình công chúa là vô cảm không phát giác nàng khóc đến đỏ hai mắt mới chậm rãi đứng dậy thất hồn lạc phách lang thang trên cao nguyên bát ngát nhất thời không biết phải đi về đâu quay lại chỗ hà đại nhân sao sau đó làm gì nữa quay về trung thổ sao cứ như vậy cô độc một mình quay về đột nhiên dưới chân vướng phải thứ gì đó như tảng đá nàng ngã xuống nằm dưới đất lại lớn tiếng khóc lư tham mưu vì sao ngươi phải chết chứ thân hình nhỏ nhắn của nàng thê lương nằm trên đất dưới ánh trăng tiếng khóc bị ai phút chốc truyền ra xa ngân xuyên công chúa sinh ra trong hoàng cung từ nhỏ muốn thứ gì đều có thứ đó có điều lại thiếu đi thứ mà nữ nhân trong thiên hạ khát vọng nhất đó chính là tình yêu đôi lứa trong thâm cung ngoài hoàng đế và các thái tử nàng chưa bao giờ gặp qua một nam tử thật sự có khi nàng nghĩ về tình đầu của mình thường tưởng tượng ra ý trung nhân tương lai chỉ là theo tuổi tác ngày càng tăng lên dần cũng biết đây là một giấc mộng không bao giờ thành hiện thực thân là công chúa tương lai không gả cho vương công đại thần thì cũng cho ngoại tộc khó mà có được một người tri tâm thật sự tại tây vực này đến khi liên quan tính mạng nàng mới có được nam tử đầu tiên trong lòng nhưng cũng tại thời khắc quý giá đó nàng đã mất đi người mà mình ái mộ trong lòng kiếp này vĩnh viễn cũng không thể gặp lại đám người la ma thập xuống núi đi được một đoạn đường thì nghe có tiếng khóc bi thương ở xa xa. Đám người đang tức giận, nghe tiếng khóc thảm thiết thì trong lòng càng thêm phiền muộn. Một gã phiên tăng mắng. Mẹ nó, quá nửa đêm mà còn yêu ma quỷ quái gì khóc nỉ non vậy. Một gã khác nói. Nghe tiếng thì biết đó là giống cái. Để lão tử đi qua xem sao, cho à một đao sảng khoái cho rồi. La ma thập vội nói. Đừng lên tiếng, không chừng là ngân xuyên công chúa, các ngươi đừng dọa khiến nàng bỏ chạy. Lão lập tức lệnh cho đám người trốn sau cồn cát, chỉ một lúc sau, quả nhiên thấy một thiếu nữ đang khóc sướt mướt, thất hồn lạc phách đi tới. Nàng rất xinh đẹp, khuôn mặt mang theo ba phần cao quý, không phải là ngân xuyên công chúa thì là ai. La ma thập mừng rỡ thầm nghĩ. Công chúa này được nuông chiều từ bé, thật sự không biết trốn chạy là như thế nào, còn dám đi loạn trên chiến trường đầy hiểm nguy. Hắc hắc, xem ra tiểu tử họ lư kia bỏ mạng thật uổng. Đúng là báu vật từ trên trời rơi xuống, thu được hoàn toàn không tốn chút công sức nào. Ha ha, ha ha. Lão thúc ngựa chạy về phía trước, càng nghĩ càng đắc ý cười lớn. Công chúa điện hạ, bồn tỏa lại đến nữa đây. Công chúa dường như không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, chỉ lầm bầm với bản thân, ủ rũ đi về phía trước. Là mà thập cưỡi ngựa đến bên cạnh nàng, lớn tiếng kêu lên công chúa điện hạ bổn tỏa đến dẫn đường mang người đi gặp tứ vương tử xin mời lên ngựa công chúa ngẩng đầu nhìn lão vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt la ma thập cười ha hả nhấc nàng lên ngựa đoàn phiên tăng chạy nhanh về phía ngọc môn quan la ma thập còn cười nói sớm bảo đầu hàng người nhất định không chịu giờ thì không phải ngoan ngoãn đi theo ta sao lại khiến thủ hạ của người bị mất mạng nữa người nói thử xem có phải quá dại dột hay không ha ha, ha ha. Là mà thập ngồi ở đằng sau, không nghe được công chúa đang lẩm bẩm cái gì. Lão đắc ý, muốn xem vẻ mặt kinh hoàng. Của công chúa nên cúi đầu nhìn, lại chỉ thấy công chúa nhắm đôi mắt phượng, rơi lệ đầy mặt. Lại nói về phần Lưu Vân đang rất nhanh xuống vực sâu. Nghĩ rằng tính mệnh của mình không còn bao lâu, lúc này hắn mở mắt nhìn xuống phía dưới. Dưới ánh trăng sáng bằng bạc trầm tĩnh, thân thể còn cách mặt đất không bao xa cảnh vật dưới vực sâu ban đầu chỉ là một chấm đen nho nhỏ, giờ càng lúc càng rõ ràng. Xem ra chỉ thêm một lát nữa, hắn sẽ ngã xuống mặt tuyết lạnh băng bên dưới, đứt mạch máu gãy xương mà chết. Ngay đúng lúc này, phương xa bỗng truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Đáy vực sâu thiên sơn bắn ra những tia lửa, nham thạch nóng chảy màu đỏ chói mắt phun trào trong đêm đen. Tuy không rõ chuyện gì xảy ra nhưng Lưu Vân tự biết mình sẽ chết, thầm nghĩ. Nghe nói sau khi chết, sẽ có nghiêu đầu mã diện đưa đến địa ngục diêm la đây là trời sinh dị tượng hay chính là cánh cửa địa ngục đang mở ra đón ta vào hắn mở lớn hai mắt hết mức chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc trước khi chết bỗng nhiên cảm giác hoa mắt một cái cảnh vật dưới chân với tốc độ cực nhanh trôi ngược lên khiến chúng nhỏ dần lư vân chấn động không biết đã xảy ra chuyện gì lại cảm giác sau lưng trở nên đau đớn thì ra không biết từ đâu có các hòn đá lớn nhỏ đang bay đến bắn vào lưng. Còn đang nghi ngờ thì một dòng khí vô cùng mạnh mẽ thốc lên dưới lưng, đưa hắn bắn ngược lên giữa không trung. Đất đá ầm ầm bắn vào vách núi, khói bụi mù mịt, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Lư Vân nghẹn họng chân chối, thầm nghĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ông trời không đành lòng thấy ta chết, đặc biệt đến cứu giúp sao? Cơ thể hắn không ngừng xoay tròn giữa. Không chung thoáng chốc lại thấy dãy thiên sơn xa xa lóe lên dị trạng, khắp bầu trời bị nhuộm bởi ánh sáng đỏ yêu dị. Những dòng nham thạch nóng chảy cùng khí lưu huỳnh bắn trào ra từ một nơi. Chính là vị trí khe sâu mà ngày ấy hắn cùng Tần Trọng Hải từng tới xem xét. Lưu Vân kinh ngạc hoảng sợ, phút chốc đã rõ ràng mọi thứ. Thật là vô cùng may mắn, thì ra là hỏa diệm sơn phun trào, sinh ra dòng khí nọ đẩy ta bay lên trên. Đúng lúc này, mắt thấy trên vách núi mọc ra một gốc cây tùng. Lưu Vân thấy cơ hội sống sót thì vội vươn tay nắm lấy. Lúc này cơ thể đang bay lên với tốc độ rất nhanh, chỉ có ngón tay út đụng tới nhánh cây kia. Hắn vận, vô tuyệt tâm pháp, dùng lực hút lấy nhánh cây kia. Nghe soạt một tiếng, nhánh cây xém chút gãy thành hai nhưng tốc độ bay lên đã giảm một chút. Lưu Vân vận lực nắm lấy thân cây, dòng khí đẩy lên vẫn rất mạnh khiến cơ thể bay phất phơ da thịt giống như bị đau cắt qua vô cùng khó chịu. Qua hồi lâu, dòng khí kia mới từ từ giảm bớt, lư Vân sợ hãi cùng lấy làm kỳ lạ trong lòng, liền nghĩ đến câu nói, mậu thìn tuế chung, long hoàng động thế, thiên cơ do chân, thần quỷ tự tải của đám người tiểu thố nhi. Hắn thầm nghĩ, ngày đó ta tính qua, tối nay nhất định có dị tượng trọng đại, không ngờ là hỏa diệm sơn phun trào. Chắc chắn mấy câu đó chưa đựng bí mật trọng đại nào đó, không phải lời bịa đặt lung tung hắn nắm lấy nhánh cây chậm rãi bám vào vách núi đá rồi trèo lên lại nghĩ giờ này hẳn là công chúa còn đang ở cao nguyên ta nên đi đón nàng như thế nào đây lại nhớ đến ánh mắt cùng khuôn mặt công chúa nhìn bản thân hắn khi ngã xuống vực sâu biết nàng thật lòng quan tâm muốn sớm trở về gặp một chút lư vân trèo lên vách núi lần này không có người quấy nhiễu trên người cũng không cõng thêm ai khác không bao lâu đã đặt chân lên bờ cao nguyên kia đứng vững trên mặt đất lúc này hắn mới cảm thấy toàn thân đau đớn gân cốt giống như bị dập nát nơi bụng đã trúng một cước của la ma thập khiến mũ tạng lục phù đảo lộn xem ra đã bị nội thương ngoài toàn thân trên dưới không chỗ nào không có vết thương cả người đã dính đầy máu lưu vân vô cùng mệt mỏi liền ngã xuống mặt đất hắn nhìn bầu trời đêm đầy sao nghĩ đến việc công chúa đã trốn thoát thì trong lòng mới an tâm một chút chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi qua chừng một canh giờ, đã là canh ba, chợt nghe từ xa truyền đến tiếng người cười nói cuồng vọng. Trong lòng Lưu Vân vừa động, nghe tiếng cười đã biết là của La Ma Thập. Chạy về nơi đó, đến gần đã thấy một thiếu nữ mặt đầy bi thương bị La Ma Thập chộp lên ngựa, hắn kinh hãi thầm nghĩ. Sao lại như thế, thật vất vả mới giúp nàng thoát đi, không ngờ giờ lại rơi vào độc thủ của đám yêu tăng này. Hắn vừa hối hận vừa giận dữ, đoán là do công chúa một mình xuống núi nên mới chúng phải mai phục của la ma thập, thầm than. Sớm biết vậy ta đã kêu nàng ở trên cao nguyên, không nên tùy ý chạy loạn. Ai, sao ta lại có thể sơ suất đến vậy? Kỳ thật khi đó hắn xả thân cứu chủ, nào còn tâm tư để ý đến những chuyện này. Giờ tự trách bản thân cũng là quá mức. Lư Vân thấy thân thể chịu rất nhiều vết thương, giờ nếu liều lĩnh xông lên cướp lại công chúa, chỉ sợ mới được hai ba chiêu đã bị người giết chết. Ngẫm nghĩ một lát, Nhớ đến Tứ vương tử có ý xâm chiếm Trung Nguyên, công chúa là con tin trong tay đối phương, tính mạng tạm. Thời không đáng lo, hắn thầm nghĩ. Giờ ta nên hội họp cùng Tần tướng quân, sau đó mới tính chuyện cứu giá. Hắn liền theo sau quân mã của La Ma thập, đám này khó khăn lắm mới bắt được công chúa, nhất định sẽ nhanh chóng trở về gặp Tứ vương tử tranh công. Chỉ cần thấy đại quân của địch, có thể gặp được đại quân bên mình. Đi được vài dặm thì trước mắt đông nghìn nghịt người xem ra là quân của tứ vương tử đến tiếp ứng cho la ma thập. Lư Vân cảm thán trong lòng, giờ muốn cứu công chúa khó lại càng thêm khó. Đại quân thấy la ma thập thì dừng lại, gã tướng lĩnh cầm đầu hỏi. Quốc sư sao đi lâu vậy, có cướp được công chúa chăng? La ma thập cười nói. May mắn thay, rốt cuộc đã bắt được nàng. Đám người nghe vậy đều vui mừng, chẳng mấy chốc tiếng cười cuồng vọng vang khắp cao nguyên. Hai đội quân hợp lại thành một nhằm hướng đông mà đi. Lư Vân thở dài theo sau, đi thêm một số Giảm đường, phía trước hiện ra một sơn cốc bốn phía là núi cao hiểm trở, là một nơi đóng quân rất tốt. Ngoài cốc dựng lên vô vàn lều trại của ngoại tộc, chính là nơi đóng quân của tứ vương tử. Nhìn lại, trong doanh trướng chỉ còn phân nửa số lính gác, không thấy bóng dáng của đại quân chủ lực. Lư Vân thấy khả nghi, liền tìm một cây đại thụ rồi trèo lên quan sát. Lư Vân phóng tầm mắt nhìn ra phương xa, thoáng chốc hít một hơi lạnh. Chỉ thấy trước cốc nọ xương khói mờ mịt, có vô số nhân mã tập trung đang điên cuồng ác chiến. Quân mã bên ngoài cố gắng tiến về phía trước, xem ra là đại quân của tứ vương tử. Quân mã của tần, trọng hải và gã thách từ ngoại tộc tất nhiên là tử thủ trong cốc, nhờ địa hình hiểm yếu mới miễn cưỡng ngăn được thế tấn công của quân địch. Lúc này bóng dáng đoàn người La Ma Thập đã biến mất trong doanh chứng của tứ vương tử, Lưu Vân sốt ruột cứu người nhưng cũng nóng lòng gặp lại tần trọng hải hắn thấy trước khẩu cốc chém giết nhau dữ dội không thể đi thẳng vào nên vòng qua bên trái leo vào trèo hai canh giờ đã tới lưng núi lư vân dõi mắt nhìn xuống thấy đại quân trong cốc đông một đám tây một đám bầy trận không hề có phép tắc quả thực kém doanh chướng chỉnh tề của tứ vương tử ở ngoài kia một trời một vực đại quân của đạt bá nghi hãn lại tự lập doanh trại ở khá xa lư vân quan sát nhíu mày hành quân mấy tháng Dựa vào tài lãnh đạo nghiêm khắc của Tần Trọng Hải, hắn chưa bao giờ thấy quân tình hỗn độn đến vậy, không biết trong quân đã xảy ra chuyện lớn gì. Lư Vân nóng lòng muốn biết tình hình, vội vàng leo xuống. Một lát sau đã ở trong cốc, hắn đi thẳng qua hơn 10 doanh trướng lại không một ai đứng ra quát hỏi, quân sĩ loạn thành một đống, đều ngồi trên mặt đất nghỉ tạm. Lư Vân thấy vẻ mặt kích động của bọn họ, thầm nghĩ. Xem bộ dáng của bọn họ, hay là chủ tướng đã xảy ra chuyện càng nghĩ càng sợ tần trọng hải có chuyện hắn lập tức đến soái trướng đến gần thì nghe bên trong truyền ra tiếng tranh chấp chỉ nghe hà đại nhân nói thứ tiếp tục như vậy không phải cách hay chúng ta đầu hàng thôi thừa tướng a bất kỳ hãn a à, một tiếng cuốn quýt kêu lên vạn lần không thể nếu chúng ta đầu hàng chắc chắn sẽ hại chết chủ nhân của ta quyết định này của đại nhân không ổn gã thai từ đạt bá nhi hãn thấp giọng nói mạc nhi hãn là đệ đệ của ta chúng ta không có thâm thù gì chẳng qua hắn muốn lên làm khả hãn thôi thì ta đem ngôi hoàng đế nhường cho hắn là được mọi người nghe lời này thì vội khuyên nhủ vạn lần không thể tứ vương tử lên ngôi chắc chắn sẽ tìm cơ hội trừ bỏ ngài không thể dễ dàng tin tưởng hắn như vậy tiết nô nhi cười ha hả lắc đầu nói thế này không được thế kia cũng không trước mắt chúng ta không đánh lại người ta rốt cuộc các người muốn thế nào trong tiếng mọi người đấu khẩu còn lẫn tiếng phiên dịch lộn xộn nghe không rõ đầu đuôi gì cả lư vân đứng một hồi nhưng không nghe thấy tiếng của tần trọng hải lúc này mới bước vào soái trướng mọi người đang nghị bàn thấy hắn trở về thì ai nấy đều kinh ngạc hà đại nhân vui vẻ nói rốt cuộc ngươi đã trở về công chúa ở đâu lư vân nói tiểu nhân đã cứu được công chúa nhưng sau đó quân tình rối loạn quân địch người đông thế mạnh, cuối cùng công chúa vẫn rơi vào tay người ngoại tộc. Tiết Nô Nhi tức giận nói. Lắm lời vô nghĩa, nếu không cứu được công chúa, người phải tự sát tả tội mới đúng. Còn trở về để làm gì? Lư Vân lắc đầu nói. Ta đã làm hết sức mình, nhưng đơn thương độc mã, thật sự không có cách. Nào! Tiết Nô Nhi tức giận mắng chửi không ngừng. Kỳ thật khi Lưu Vân rơi xuống vực sâu, nếu không phải đúng lúc núi lửa phun trào thì hắn đã tận số, sao còn mạng đứng ở đây nghe tiết nô nhi của trách. Chỉ là hắn thấy hổ thẹn trong lòng, không nhắc chuyện bản thân và công chúa xuất sinh nhập tử như thế nào, đành cúi đầu nhẫn nại nghe tiết nô nhi chỉ trích. Lư Vân nghe hồi lâu, thấy tiết nô nhi mắng đến mắng đi đều là mấy câu nhàm chán, mới quay sang hỏi Hà Đại Nhân. Tần tướng quân đâu, sao không thấy người? Hà Đại Nhân đang định trả lời thì Tiết Nô Nhi đã nhảy dựng lên, tức giận nói. Nhắc đến hắn lại làm ta thêm giận, nói rằng muốn đi đoạn hậu, không biết đã chặn đến nơi nào. Hẳn là tiểu tử này một mình bỏ chạy trước, bảo sao không cần chúng ta giúp hắn. Lư Vân Hoàng sợ giật mình hỏi. Tần tướng quân đi đoạn hậu, dẫn theo bao nhiêu nhân mã. Câu này quả thật làm khó những người trong trướng, quay qua quay lại rốt cuộc không ai biết cả. Lư Vân lắc đầu thở dài, biết những người này đều là quan văn, không để ý đến bọn họ mà đi tìm phó tướng của tần trọng hải phó tướng nọ họ lý ai cũng gọi hắn là lý phó quan người này theo tần trọng hải đã được hai năm rất nhanh lư vân đã tìm được hắn còn chưa mở miệng nói chuyện thì lý phó quan đã mừng rỡ chạy lại lư tham mưu trở về rồi cuối cùng đã có người chủ trì đại cục lư vân lấy làm kỳ lạ hỏi sao vậy tần tướng quân rời đi đã lâu rồi hiện ngài đang ở chỗ nào Lý phó quan than một câu, nức nở nói. Tần tướng quân dẫn theo một trăm binh mã đi phục kích đại quân của tứ vương tử, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lưu Vân giật mình, hoảng sợ nói. Tần tướng quân dẫn một trăm người chặn đánh năm vạn đại quân địch. Chẳng lẽ không có ai khuyên bảo ngài sao? Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng chém giết lại nổi lên ngoài cốc. Quân mã địch nhân đông đảo sông tới. Sĩ khí của. Mấy trăm quân sĩ thủ trước khẩu cốc đã xuống rất thấp, chỉ dùng cung tên bắn qua chứ không hề có người dám xông ra ngăn cản nhất thời lại không có ai chỉ huy lư vân giật mình nói sao dùng binh vô phép tắc thế này lý phó quan sao ngươi không đi chỉ huy lý phó quan bĩu môi ý bảo lư vân nhìn lại đã thấy tiết nô nhi đang không ngừng mắng chửi ở tiền tuyến thỉnh thoảng lão từ trong trận nhảy ra giết chết một hai binh lính quân địch rồi lập tức rụt trở về quân sĩ ở tuyến đầu thấy lão hành sự kỳ quái không ai nguyện nghe sai phái, đều tự bắn tên ngăn địch, rơi vào cục diện tự làm theo ý mình. Hà Đại Nhân không dám ra trận nhưng lại muốn chỉ huy điều động toàn cục. Lão ngồi trong soái trướng, bộ dáng quyết tử ngàn giảm, không ngừng hô thét ra lệnh cấp dưới ngăn địch. Một đám lính chạy qua chạy lại liên lạc giữa lão và Tiết Nô Nhi vô cùng mệt mỏi. Thái tử ngoại tộc và thừa tướng kia thấy bọn họ hành sự quái dị thì tự điều động quân mã tổ chức một trận thế khác, không phối hợp cùng đại quân đại minh cục diện lại càng thêm hỗn loạn lưu vân quan sát toàn cảnh thì hiểu vì sao lý phó quan không muốn đi lên chỉ huy những đại quan như hà đại nhân tự cho học vấn cao rộng cấp dưới nói nhất định chưa được một hai câu thì đã bị bọn họ mắng cho cầu huyết lâm đồng mắt thấy quân địch sắp đánh thẳng vào sơn trải tiết nô nhi dù võ công cao cường nhưng ở chiến trường đẫm máu này thì có thể làm nổi đại sự gì lưu vân thở dài lẩm bẩm tần tướng quân toàn quân chúng ta sắp bị diệt Giờ ngài đang ở nơi nào? Chương 9, đại nạn không chết. Anh hùng trí tác giả Tôn Hiểu. Quyển 5, hành trình sang Tây chương 9, đại nạn không chết hồi 2. Lại nói một đao của sát kim muốn giết chết Tần Trọng Hải ngay tại chỗ. Y nằm sấp trên mặt đất, chờ thật lâu nhưng thanh đao của sát kim lại chậm chạp không chém xuống, tựa hồ có ý đùa bỡn. Tần Trọng Hải quay đầu lại, vẫn nổ quát. Người muốn thì cứ giết cần gì phải trêu đùa lão tử. Chỉ nghe, đương, một tiếng, không ngờ hai tay sát kim run rẩy mã đao trong tay rơi xuống đất. Với võ công của lão, nếu không phải trong lòng chấn động rất mạnh thì tuyệt không có hành động hoảng hốt như thế. Tần trọng hải ô một tiếng, vừa rồi động đất mà đối phương không thèm để ý, sao lúc này lại làm bộ làm tịch, trần chờ Không xuống tay, y ngạc nhiên hỏi. Ngươi sao vậy, chúng gió sao? lại nghe giọng nói run run của sát kim vang lên. Ngươi, hình xăm trên lưng ngươi do đâu mà có? Tần Trọng Hải xoay vai nhìn thoáng qua sau lưng mình, thầm nghĩ. Lão đầu tử này kỳ quái, hai quốc gia giao chiến ngươi chết ta sống, sao còn thời gian nhắc đến mấy chuyện nhàm chán này? Ánh trăng chiếu xuống, chỉ thấy trên lưng y có xăm một con mãnh hổ có hai cánh rất dài, bộ dáng hung ác đang dương nanh múa vút bay lên cao, bên cạnh có để mấy câu thơ, ngày sau như thỏa lòng non nước, mới biết hoàng xào cũng trượng phu. Hình xăm này từ nhỏ đã có trên lưng tần trọng hải, hơn 30 năm trôi qua, dĩ nhiên đã quen thuộc đến phát chán. Y lập tức hừ một tiếng, nói. Từ nhỏ ta đã có hình xăm này, nó cản trở ngươi hạ thủ sao? Sát kim run dày thân hình, run giọng hỏi. Từ nhỏ đã có hình xăm này. Phải chăng ngươi họ tần? Tần trọng hải nhìn về mặt kỳ lạ của đối phương thì trong lòng buồn bực, thầm nghĩ. Năm đó khi ta hạ sơn, sư phụ luôn mãi dặn dò. Bảo ta tuyệt đối không được để người khác thấy hình xăm này. Bộ dạng sát kim này thật kỳ quái, xem ra hình xăm của ta có ẩn chứa điều kỳ lạ nào đó. Y không biết lai lịch của hình xăm, nhất thời lấy làm khó hiểu. Chỉ ừm một tiếng, đáp. Xem ra ngươi không phải hạng nông. Cạn quê mùa, còn biết tôn tính của gia gia. Nói rõ cho ngươi vậy, lão tử đi không cải danh, ngồi không đổi họ, chính là Liêu Đông Du kích Tần Trọng Hải. Sát Kim nuốt một ngụm nước miếng, khàn khàn hỏi: "Cửu Châu kiếm vương là gì của ngươi?" Tần Trọng Hải kinh ngạc, không ngờ đối phương lại biết lai lịch bản thân. Tuy sư phụ không thích nhưng có người đã biết, y không tiện phủ nhận mà ngang nhiên nói: "Coi như ngươi mắt tốt, Cửu Châu kiếm vương không phải người ngoài, chính là sư phụ của ta." Y nói tiếp: "Nói cho ngươi biết, hôm nay ta bại dưới tay ngươi, không phải võ học của sư phụ ta soàng xính, chỉ là ta học nghệ không tinh, người nhất định phải nhớ kỹ điều này trong lòng. Sát kim lại la hoàng một tiếng, giơ tay chỉ vào tần trọng hải, run giọng nói. Là ngươi, thì ra là ngươi. Tần trọng hải thấy bộ dạng quái dị của lão, cười lạnh nói. Nói nhảm, ta đương nhiên là ta, chẳng lẽ ta lại là tổ tông của ngươi. Muốn giết thì cứ giết, cần gì nhiều lời vô nghĩa lại thấy sát kim quỳ rạp xuống đất sau đó lớn tiếng khóc bi thương tần trọng hải lòng đầy ngạc nhiên thầm nghĩ ăn no dỗi việc rồi nổi cơn điên rồi sao y trộm bò dậy muốn chạy trốn sát kim không ngăn cản mà vẫn không ngừng quỳ lạy trước cây đại tụ nọ nước mắt tuôn rơi như mưa vẻ mặt vô cùng kích động tần trọng hải thầm nghĩ lão quái vật giết người không chấp mắt này sao lại tha cho ta một mảng sau đó còn khóc to quỳ lại vậy hay lão tử là phụ thân của hắn hắn đi vạn dặm tìm người thân, cuối cùng đã tìm được. Sát kim năm nay đã gần 60, ý nhất định không phải cha ruột của đối phương. Có điều bộ giảng của người này rất kỳ quái, Tần Trọng Hải thật sự nghĩ không ra, liền ngừng lại muốn xem xét. Qua một hồi lâu sát kim ngừng khóc, từ từ đứng dậy rồi thở dài than rằng. Ý trời, là ý trời. Tần Trọng Hải cười hắc hắc. Cái gì mà ý trời? Người trúng gió rồi chăng? sát kim nghe y trào phúng nhưng không tức giận chỉ thở dài nói ông trời có mắt không để ta hại ngươi nhưng người rõ ràng là đồ đệ của cửu châu kiếm vương phương lão sư sao lại đi làm mệnh quan triều đình hại ta suýt nữa giết lầm người tần trọng hải thấy lời nói của lão có vẻ châm chọc nhịn không được hừ một tiếng nói sao theo ý của ngươi thì đồ đệ của cửu châu kiếm vương không thể làm quan sao sát kim gật đầu nói xem ra sư phụ ngươi còn chưa nói chuyện cũ cho ngươi nghe, ngươi quả thật không biết mình là ai. Lão lại nhìn cây đại thụ, tiếp tục thở dài. Thôi quên đi, sư phụ ngươi không nói là có dụng ý riêng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nói rồi nhặt thanh cương đao rơi dưới đất của Tần Trọng Hải lên đưa cho y. Tần Trọng Hải đưa tay tiếp nhận thì lấy. Làm kỳ, hỏi. Ngươi làm gì vậy, không sợ lão tử chém ngược tặng ngươi một đao sao? hai người đang đánh đấm kịch liệt không biết tại sao sát kim vô duyên vô cớ đem đao trả lại tần trọng hải thu được lợi nhưng trong lòng càng thêm khó hiểu sát kim nhìn về phía chân trời xuất thần nghĩ ngợi như không nghe được câu hỏi của y tần trọng hải thấy đối phương không phòng bị mừng thầm nghĩ rằng bây giờ lão tử cho ngươi một đao bảo đảm đầu ngươi dụng ngay tại chỗ hắn thầm vận khí đang muốn xuất đao thì sát kim lên tiếng ta muốn hỏi một chuyện xin ngươi thành thật trả lời. Tần trọng hải đỏ mặt hạ cương đao, cười gượng nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vị trí đóng quân cùng an bầy sắp xếp của triều đình chúng ta sao? Y đã hạ quyết tâm, nếu sát kim hỏi bí mật quân tình sẽ nói hưu nói vượn đối phó, tuyệt không để đối phương biết. Sát kim hít một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi. Nói cho ta biết, tấm da dê nọ giờ ở đâu? Tần trọng hải giật mình hoảng sợ, hỏi ngược lại ngươi hỏi để làm gì? Sát Kim cúi đầu như trong lòng chất chứa sự thống khổ, chỉ nghe lão thấp giọng nói: "Một năm trước ta có được tấm da dê đó, sau đó theo lời cố nhân, đem nó giao cho một tiêu cục ở Tây Cương, nhờ bọn Họ đưa đến thành Bắc Kinh, không biết nó có bình an đến nơi chăng?" Tần Trọng Hải run giọng nói: "Thì ra tấm da dê đó là do ngươi, là ngươi đưa đến Yến Lăng tiêu cục." Mắt thấy Sát Kim gật đầu, Tần Trọng Hải càng thêm kinh ngạc. Y từng nghe ngũ định viễn kể lại huyết án của Yến Lăng tiêu cục, không ngờ người từng dùng 10 vạn lượng bạc trắng nhờ tề nhuận tường bảo tiêu chính là vị tướng ngoại tộc trước mắt này. Y ngây người một hồi lâu, nói. Lão huynh ngươi cũng thật lạ, việc này thuần túy là chuyện của đại minh chúng ta, người ngoại tộc như huynh sao phải, không châu bắt chó đi cầy, xen vào, quan tâm tới mấy chuyện không phải của mình. Sát kim buồn bã nói. Tất cả đều do một lão bằng hữu ai, Nói đến việc này thật xấu hổ, nếu không phải công tử của Lương Chi Nghĩa đại nhân lưu lạc đến Tây cương tìm ta rồi giao lại gia dê, thì đến giờ ta vẫn chưa thể hoàn thành việc cố nhân giao phó, chỉ mặc gia dê kia biến mất trên thế gian." Nói rồi lão ngẩng đầu nhìn Tần Trọng Hải với mắt hối lỗi, như đã làm điều gì sai với y vậy. Tần Trọng Hải bị đối phương dùng ánh mắt kỳ quái xem xét, vội trả lời. "Lão huynh yên tâm đi, tấm gia dê kia đang bình an ở trong tay đồng liêu của ta." không cần lo lắng nhiều. Sát kim nhẹ nhàng thở ra như đã an tâm rất nhiều. Lão thu đao trở về, nói. Tiểu bằng hữu, thứ cho ta nhiều lời khuyên ngươi một câu, ngày sau trong chiều ngàn lần cẩn thận. Nói chuyện cẩn trọng hơn, tốt nhất đừng để người khác. Nhìn thấy hình xăm trên lưng ngươi, biết rồi chứ. Lời nói chất đầy vẻ hiền hòa, giống như một vị tiền bối che chở cho hậu bối vậy. Tần Trọng Hải kinh ngạc hỏi. Chờ một chút, những lời này của lão nghĩa là sao? Sát kim không đáp mà chỉ thở một hơi dài, thân thể chấp động, thoáng chốc đã bay ra xa mấy trượng. Tần trọng hải thấy cử chỉ lời nói của đối phương quỷ dị, liền đuổi theo kêu lên. Còn mẹ nó, lão chỉ mới nói có một nửa, cái hiểu cái không đã chạy mất. Chỉ nghe thanh âm của sát kim truyền lại từ xa. Tiểu bằng hữu người tự bảo trọng bản thân cho tốt. Lát nữa gặp lại trên chiến trường khi nói thì thân ảnh chấp động, phút chốc đã biến mất trong bóng tối. Tần trọng hải đề khí đuổi theo, sát kim lại như được chắp thêm cánh bay đi, chốc lát đã không thấy bóng dáng. Tần trọng hải lòng đầy nghi ngờ, chậm rãi đi. Về phía trước, thầm nghĩ. Lão tiểu tử kia rốt cuộc bị sao vậy? Sao vừa thấy hình xăm thì không xuống tay giết ta? Lão bị điên thật hay là vì sao? Lúc này lòng hạ quyết tâm, sau khi giải quyết mọi chuyện ở đây, Y sẽ đi kiếm sư phụ hỏi lai lịch của hình xăm mới được. Đang miên man nghĩ ngợi, Tần Trọng Hải chạy được vài dặm thì nghe từ xa truyền đến mùi máu tanh, lúc này mới nhớ đến Hà đại nhân và thái tử ngoại tộc còn bị vây trong hồ lô cốc. Y và sát kim đấu lâu như vậy, hy vọng bọn họ chưa bị quân địch bắt giết, lập tức chạy. Về cốc nọ, đến cửa cốc thì sắc trời đã sáng rõ, xa xa truyền đến tiếng hò hét chém giết, đại quân của tứ vương tử liều chết xông vào trong hồ lô cốc thành thế quân địch hung mãnh dị thường, đám quân sĩ bên Đại Minh chỉ giải rác tự ngăn địch. Xem ra không lâu nữa, tầng phòng ngự sẽ bị phá vỡ. Lại thấy Tiết Nô Nhi ở xa xa quát mắng quân sĩ, vẻ mặt đầy hung dữ nhưng không có ai để ý đến hiệu lệnh do lão phát ra. Tần Trọng Hải thầm lo lắng, quân địch đang ngăn trước mặt, sao có thể vào trong cốc đây? Trong lòng y nóng như lửa đốt nhưng không nghĩ ra cách nào. Đang lúc hoảng loạn, cửa cốc xuất hiện một lỗ hồng quân địch dũng mãnh xông vào, thoáng chốc đã tới mấy nghìn người. Tần Trọng Hải thấy tầng phòng ngự đã bị phá, hai chân mềm nhũn, phút chốc ngã ngồi xuống đất, thầm nghĩ. Lần này chết chắc, công chúa và Lưu Huynh Đệ không rõ tung tích, ta lại đánh một trận đại bại, mặt mũi nào trở về gặp hầu ra đây. Đang than thầm, chợt trong cốc truyền đến một tiếng thét dài. Tần Trọng Hải nghe tiếng thét hùng hồn, giật mình thầm nghĩ. Nội lực của người này thực không tồi, rốt cuộc là ai? Thanh âm nọ thấp trầm hùng hậu, khác xa với tiếng bén nhọn của đám hoạn quan như tiết nô nhi. Tần Trọng Hải còn đang nghi hoặc đã thấy tên bắn như mưa từ trên núi xuống, đá lớn lăn ầm ầm chớp mắt lấp lại cửa cốc. Mấy ngàn binh sĩ ngoại tộc xông vào thấy mai phục, vội vàng xoay người lao ra nhưng đã muộn. Lúc này quân sĩ đại minh ùa lên phong tỏa chặt chẽ cửa cốc, chớp mắt đã chia cắt quân địch làm hai lộ. Tứ vương tử thấy quân đội bên mình bị người chặt đứt, vội dẫn quân điên cuồng tấn công hắn muốn cứu nguy nhưng cửa. Cốc dễ thủ khó công, đại quân ngoài cốc tấn công vài lần nhưng vẫn không phá vỡ được bức tường phòng ngự. Chỉ một lúc sau, tử thi trước cốc chất cao như núi, tiếng chém giết trong cốc dần dần nhỏ lại, xem ra mấy ngàn quân địch xông vào đều bị giết sạch. Tần Trọng Hải thấy tình thế đột nhiên biến đổi, trong lòng vui mừng thầm nghĩ. Là ai đang chỉ huy đại quân ta vậy? Có thể sử xuất diệu kế đúng lúc này. Y liền leo lên một cây cao để quan sát kỹ hơn phóng tầm mắt ra xa quả nhiên quân địch ở trong cốc còn lại không bao nhiêu tứ vương tử thấy tình thế nghịch chuyển muốn dẫn quân lùi lại thì đúng lúc này cửa cốc mở ra một tướng lĩnh trẻ tuổi phóng ra đuổi theo đại quân tứ vương tử mà chém giết tần trọng hải thấy diện mạo của người này thì ha hả cười lớn đến nỗi ngã từ trên cây xuống mà vẫn tiếp tục cười khen rằng khó trách thì ra là hắn thì ra là hắn ngoại hình của tướng lĩnh trẻ tuổi kia nho nhã khi chất cũng tao nhã không kém, không phải Lưu Vân thì là ai. Chỉ thấy dũng khí của Lưu Vân bốc lên tận trời, cưỡi ngựa như bay vào trong quân địch, trường thương sắc bén trên tay cuồng giết loạn chém, những nơi hắn đi. Qua đều máu chảy thành sông, quân địch đang lùi lập tức rối loạn. Tứ vương tử thấy hắn thừa cơ đánh lén, không kiềm nén được cơn giận dữ quát. Tiểu tạc lớn mật, dám đánh lén sao? liền dẫn quân quay lại chém giết nhưng lưu vân thấy quân giặc người đông thế mạnh đã chạy về trong cốc tứ vương tử tức giận nói tiểu tạc xem ngươi chạy đi nơi nào đại quân ngoại tộc lại quay ngược lập tức đuổi theo tần trọng hải quan sát từ xa xa biết lưu vân nhất định sẽ có mai phục khác nhịn không được cười nói tứ vương tử này muốn ăn đau khổ thêm chăng tứ vương tử dẫn quân vào trong cốc chợt nghe một tiếng pháo nổ hai bên sườn cốc tràn ra hai lộ quân dũng mãnh chia cắt quân của tứ vương tử. lư Vân dẫn quân phản công trở lại, toàn lực tấn công thẳng về chỗ tứ vương tử. Tứ vương tử thấy có mai phục thì sắc mặt đại biến, vội quay lại nhưng cửa cốc đã xuất hiện vô vàn binh sĩ ngoại tộc khác, trong tay lăm lăm cầm cung tên, chính là bộ hạ của đạt bá nhi hãn. Tứ vương tử thấy trong ngoài cốc khắp nơi đều có mai phục, vừa hoảng sợ vừa lo lắng, tính nhanh chóng quay về doanh trướng phòng thủ. Hắn liên tục la hét, quân tình lại càng rối loạn, Đám thuộc hạ cũng không thể thông dong rời đi, chớp mắt đã có mấy nghìn người bị giết. Tần Trọng Hải đang dựa vào thân cây cười ha hả, chợt nghe những tiếng ầm ầm, thì ra mấy vạn bại quân như thủy triều cuốn chạy về chỗ này. Tần Trọng Hải chấn động nhảy ra, muốn thoát khỏi đây nhưng đã muộn. Lúc này đám phản quân đã cách tàng cây nọ không xa. Một tên tướng địch thấy Tần Trọng Hải, nhận ra y thì quát lớn. Lại là tên này, chúng ta nhanh giết hắn. Tần Trọng Hải mắng. Còn mẹ ngươi, trong miệng toàn là tiếng ngoại tộc, ai hiểu nói cái gì? Miệng mắng chửi người nhưng cương đao trên tay y không nhàn rỗi, một đao chém tới khiến tên tướng kia té xuống ngựa. Y liền cướp ngựa muốn chạy xong phản quân bốn phía quát to đuổi tới. Tần Trọng Hải không còn đường chạy, giơ đao trái phải chém giết một hồi. Chỉ là phản quân đông như kiến cỏ, chém mỏi tay mà không hết. Lúc này y đã bị nhốt ở. Ờ trung tâm khó mà phá vòng vây sông ra ngoài. Tình thế trở nên hung hiểm, mắt thấy Lưu Vân dẫn quân đuổi theo, Tần Trọng Hải lập tức cao giọng kêu lên. Lưu huynh đệ, ta ở đây, mau dẫn người tiếp ứng. Lưu Vân nghe tiếng kêu cũng phát hiện ra y, lập tức quá to. Tần tướng quân đừng hoảng sợ, Lưu Vân sẽ đến ngay lập tức. Hắn mang theo một ngàn dũng sĩ, thúc ngựa chạy như điên đến tiếp ứng. Mắt thấy Lưu Vân dẫn quân đánh tới, Tần, trọng hải thét một tiếng dài, dục ngựa như điên chạy tới hội hợp, những kẻ xông lên cản trở đều bị y một đao chém thành hai nửa. Hai người sắp gặp lại thì bỗng một thân ảnh chớp qua, từ trong loạn quân nhảy ra cản đường Lưu Vân. Người này chỉ dùng hai tay trần nhưng vẫn dễ dàng ứng phó những đòn tấn công bằng trường thương của hắn. Đối phương mặc y phục hòa thượng để đầu chọc, chính là quốc sư La Ma Thập của thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc. Từ lúc dẫn Ngân Xuyên công chúa trở về, lão vẫn theo bên bảo vệ tứ vương tử lúc này mới xuất hiện ngăn cản Lưu Vân. Chỉ nghe La Ma thập cười lạnh, nói. Giỏi cho con hồ ly chín cái mạng như ngươi, rõ ràng đã chết dưới vực sâu thiên sơn vạn trưởng, sao còn có thể làm loạn ở đây nữa? lư Vân nhớ đến lão tăng này tâm ngoan thủ lạt, tức giận hét lớn. lư mỗ còn chưa giết được yêu tăng như ngươi để hà giận, sao có thể dễ dàng chết được? Hắn giờ trường thường đâm thẳng vào cổ họng của La Ma Thập. La Ma Thập vươn tay. Ngăn lại hai người nhanh như chớp cuốn lấy nhau đấu đá không ngừng. Tần Trọng Hải sắp hội hợp cùng Lưu Vân, lại bị La Ma thập quấy nhiễu. Lúc này thuộc hạ của tứ vương tử điên cuồng vọt tới, Tần Trọng Hải bị bước lùi lại đằng sau, y tả sung hữu đột muốn phá vỡ phòng vây nhưng không cách nào thoát khỏi biển người nọ. Tứ vương tử thấy Lưu Vân bị ngăn lại, lập tức điều ra một vạn cung thủ bố trí ở đầu trận tuyến, sau đó lại cho vạn tên bộ tốt chạy đến, giờ đến những tấm chắn nặng nề xếp thành trận thức là mà thập thấy tứ vương tử điều binh có phép tắc trong một thoáng đã bình ổn ba quân lập tức cười ha hà nói tiểu tử chết giấm chút nữa lại đến lĩnh giáo chiêu thức của ngươi nói rồi thúc ngựa quay về doanh trại lưu vân không thấy tần trọng hải biết y đang trong vòng vây quân địch liền dẫn quân xung phong liều chết nhưng cung tên của đối phương bắn ra như mưa quả thật lợi hại thật sự không thể tới gần tứ vương tử kết trận lập trại đem tần trọng hải vây kín bên trong tần trọng hải tà sung hữu đột một lòng mở đường máu nhưng vài lần vọt ra đều bị cung tên cản lại. Lúc này trên vai lưng đã bị trúng. Tên, quả thật tình thế vô cùng nguy cấp. Tứ vương tử thấy tần trọng hải như điên cuồng sông pha dã thú thì dơ roi cười nói. Ai có thể bắt giữ người này, bổn vương trọng thường một tòa thành trì, phong làm tam quan đại tướng quân. Dù tần trọng hải ba lần bốn lượt muốn giết tứ vương tử nhưng hắn thấy y có võ nghệ cao cường, lại thành thạo binh pháp nếu chết trong loạn quân thì rất đáng tiếc, tứ vương tử tự phụ tài trí mưu lược kiệt xuất, muốn thu phục đối phương làm thuộc hạ. Trung tướng nghe những lời hứa hẹn thì mừng rỡ, lớn tiếng đồng ý. Có vài kẻ lỗ mãng lập tức xông tới, tần trọng hài quát to một tiếng, toàn lực ra chiêu. Hỏa tham nhất đao hiền hiện khắp một vùng, đối mặt với nhiều tướng lĩnh ngoại tộc nhưng nhất thời y chưa rơi vào thế hạ phong. Tứ vương tử cười ha hả sai người bưng ghế bảo đến rồi ngồi xuống đứng hai bên là hai đại tướng, trái là La Ma Thập, phải là Sát Kim. Thuộc hạ bưng rượu lên hầu hắn xem trận đấu, thật sự là thư sướng, ngạo nghễ cười thiên hạ. Tần Trọng Hải đánh ngã mấy người, tranh thủ địch nhân chưa xông lên thì cúi. Đầu thở dốc, thầm nghĩ. Con mẹ nó, Hồ Lạc Bình Dương bị cho khinh, lão tử quyết không để bị bắt, cùng lắm thì ta sẽ tự sát. Đang tính kế hoạch thoát thân, bỗng có tiếng gió rít gào sau đầu, là một tên binh sĩ ngoại tộc muốn ám toán, Tần Trọng Hải mắng. Muốn chiếm tiện nghi sao? Tần Trọng Hải vung đao, ánh lửa chấp lóe Phước chốc đã chém người nọ thành hai đoạn, y giờ đao quát mắng. Có giỏi thì đến đây, để ra ra dạy các. Người biết thế nào là lợi hại? Đám thuộc hạ của tứ vương tử tuy võ dũng nhưng còn chưa lợi hại đến mức có thể một đao chém chết một người như Tần Trọng Hải. Thoáng chốc vẻ mặt cả đám lộ sự e ngại, không ai dám xông lên nữa. Tứ Vương tử thở dài. Ai ai cũng khen dũng sĩ của Bồn Quốc là thiên hạ vô địch, hôm nay thấy bản lĩnh của tướng lĩnh Đại Minh, mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Một gã tướng lĩnh nghe Tứ Vương tử nói, khích, nhịn không được hét lớn. Những lời đó của đại vương là sao? Hãy xem ta bắt người này cho ngài. Hắn rút đao ra phóng đến trước mặt Tần Trọng Hải, Tần Trọng Hải cũng gào to một tiếng. Đến hay lắm hai người cưỡi ngựa chạy như bay xẹt qua nhau, ánh đao chấp lên thì thân hình vị tướng kia ngã nhào xuống đất, lại có một đầu người lăn lông lốc. Trung tướng thấy đối phương vô cùng hung mãnh thì đồng thời kêu to dơ binh khí. Cả trăm người ngựa cùng lúc phóng đến, dù võ. Công của tần trọng hải cao đến đâu cũng khó mà ngăn cản nhiều người như vậy. Tứ vương tử quát. Không được giết hắn, mọi người bao vây, nhất định phải bắt giữ được người này. Đám người nghe lệnh đành giận giữ ngừng tay, lại điều binh khiển tướng hợp lại thành một vòng tròn nhốt tần trọng hải ở chính giữa dùng cung tên vây kín chặt chẽ cho dù võ công tần trọng hải cao đến đâu cũng không thể phá vây thoát ra lama thập thấy tình thế đã ổn định lập tức bước lên thấp giọng nói khởi bẩm vương tử giờ tốt đã tới xin vương tử đăng cơ tứ vương tử nghe thì mừng rỡ hỏi đã đến thời khắc đó rồi sao lama thập quỳ dạp xuống đất cung kính nói đúng vậy trời cao chiếu cố tứ vương tử, có ý muốn vương tử kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ, xây dựng lại uy danh của Hán quốc. Xin ngài nhanh chóng đăng cơ, tránh sinh biến cố. Tứ vương tử vui mừng, chậm rãi đứng dậy nhìn quanh mọi nơi. Chỉ thấy thuộc hạ đều là binh hùng tướng mạnh, ý chí chiến đấu hùng hồn. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Chư vị anh hùng, hôm nay bổn vương lên ngôi trở thành đế vương, các ngươi vui hay không? Mấy vạn phản quân xoay người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô vang. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn người cùng hô khí thế tận trời, chấn động đến tai Tần Trọng Hải ong ong rung động, Đạt Bá Nhi Hãn ở xa xa nghe Tứ Vương Tử tự xưng là đế vương, nhịn không được cơn tức giận, lập tức dẫn hai vạn thuộc hạ cùng kêu to. "Phản nghịch, phản nghịch." Tứ Vương Tử thấy hoàng huynh cản trở thì cười lạnh một tiếng, nói: "Tên vô dụng" ngay cả thê thiếp của bản thân cũng không bảo vệ được, còn ở đó hô to gọi nhỏ cái gì. Người đâu, mang ngân xuyên công chúa ra đây cho ta. Hôm nay ta muốn lột trần nàng, để mọi người cùng xem rõ ràng, rốt cuộc nàng là dạng hồng nhan hỏa thủy nào, sao có thể. Khiến đạt bá nghi hãn mê muội mất cả ý chí. Nói xong cười ha hả vẻ mặt đầy cuồng vọng. Chương 10, Khả hãn điểm đại binh. Anh hùng trí tác giả, tôn hiểu quyển năm, hành trình sang Tây chương 10, khả hãn điểm đại binh hồi 1. Mắt thấy công chúa bị buộc trên đài cao, thoáng chốc cả trời đất bỗng trở nên yên tĩnh, song phương địch ta đều im lặng ngắm nhìn. Tứ vương tử xài bước đến dưới đài, quát. Ngân xuyên, bây giờ chẳng muốn thiêu chết ngươi, có gì ngôn nào thì mau nói. Ngân xuyên công chúa cúi đầu nhìn toàn thể mọi người dưới đài. Đám phản quân tưởng rằng nàng sẽ kinh hoàng thất thố hay lớn tiếng kêu khóc xin tha, nào ngờ vẻ mặt ngân xuyên lại hiền hòa giống như thương hại chúng sinh trầm luân trong biển khổ khi chạm vào ánh mắt của nàng trong lòng ai ai cũng chấn động công chúa nhìn về mây khói lượn lờ phương xa lúc nà đã không phân biệt nổi cố hương ở phương trời nào nàng ngẩng mặt lên trời thở dài nói lần này ngân xuyên đến tây vực chỉ cầu nơi tây cương sẽ không còn chiến sự mong hai nước có thể hóa thù thành bản không gây thêm loạn lạc chiến tranh nữa được như vậy Ngân Xuyên chết không oán hận. Toàn bộ phản quân bị tứ vương tử châm ngòi khích tướng, vốn có địch ý rất nặng đối với nhà đại minh. Lúc này thấy nàng công chúa địch quốc sinh đẹp tuyệt trần lại nhân từ bác ái như thế, trong lòng đám người chợt có cảm giác nàng không đáng chết ở nơi này, phút chốc ai nấy đều thấy không đành lòng. Ngoài vài tên cuồng đồ sung sướng thì vạn người yên lặng không nói, khiến đất trời lặng ngắt như tờ. Tứ vương tử tuy hung bạo nhưng nghe di ngôn của công chúa, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề hắn gật gật đầu nói trẫm hứa với ngươi ngày sau ta thu phục được lãnh thổ hoa hạ nhất định sẽ đối xử tử tế với bá tánh tuyệt không vô duyên vô cớ làm hại thần dân đại minh một tứ vương tử đầy tàn nhẫn mà lúc này lại hứa hẹn như thế đủ biết đã bị cảm động vì sự chân thành của ngân xuyên nghe tứ vương tử nhận lời công chúa vui mừng gật đầu nàng nhìn đối phương rồi nhẹ giọng nói đa tạ ngài chỉ mong sau khi đăng cơ ngài có thể làm một vị hoàng đế tốt. Tứ vương tử nghe giọng nói dịu dàng của công chúa, lời nói chân thật tự nhiên không phải làm bộ làm tịch, bất xác cơ mặt hắn khẽ co giật, thầm nghĩ. Nữ tử này lại cầu chúc cho ta. Phút chốc trong tâm nổi lên ý niệm thả nàng ra ôm vào ngực an ủi một phen. Chỉ là nghĩ đến sự nghiệp tranh đế còn trước mắt, hắn nghiến răng nói. Công chúa có còn tâm nguyện gì nữa chăng? ngân xuyên công chúa ngẩng đầu nhìn dãy thiên sơn hùng vĩ phương xa chỉ thấy tuyết trắng lấp lánh trên đỉnh núi thật nói không nên lời sự minh mông vĩ đại của nó công chúa bỗng lộ nụ cười u buồn nói sau khi ta chết xin vương tử đem cho cốt của ta giải trên thiên sơn ta rất thích ngắm trăng ở nơi đó nàng nói đến đây bỗng nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng lưu vân không tìm được nỗi lòng thì gục đầu hai hàng nước mắt thấm ướt vạt áo tứ vương tử thấy thế lòng tuy thương. Tiếc nhưng với bản tính lạnh lùng, nghĩ đến ngôi vị hoàng đế còn chưa được củng cố, hắn lập tức đem thứ cảm tình yếu ớt vừa sinh vứt lên tận chín từng mây, nói. Được, chuyện công chúa căn dặn, chấm nhất định sẽ làm đầy đủ. Nói rồi quay đầu ra lệnh. Người đâu, đốt lửa. Chỉ nghe một tiếng bùng, phút chốc dưới đài bốc cháy. Ngọn lửa bắt đầu tí tách leo dọc theo những thân củi. Tất cả quân lính đứng gần quay đầu, không nỡ nhìn chuyện xảy ra tiếp theo đám người hà đại nhân à bất kỳ hãn đều lộ vẻ mặt không đành lòng âm thầm khẩn cầu đạt bá nhi hãn quỳ xuống khóc lớn kêu la ai đến cứu cứu công chúa của ta mau lửa lớn nhanh chóng lan ra lư vân vội gọi lý phó quan tới nói người lập tức chuẩn bị máy bắn đá bắn ta qua bên đó ta muốn đi cứu công chúa lý phó quan nghe hắn muốn dấn thân vào vòng nguy hiểm để cứu người hoảng sợ nói địch nhân người đông thế mạnh tới hơn mấy vạn điều này sao có thể lừa vân thấy lửa ngày càng lan rộng tính mệnh của công chúa sắp rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc vội quát đừng nhiều lời nữa mau chuẩn bị bằng không công chúa sẽ bị thiêu chết lý phó quan thở dài một tiếng lập tức sai người chuẩn bị máy bắn đá lừa vân lấy một thanh cương đao cột vào bên hông sau đó leo lên đài máy quay đầu nói các người nhắm cho chính xác nhắm ta thẳng ngay nơi đài cao. Lý phó quan thấy khoảng cách song phương quá xa, chỉ sợ Lưu Vân bay chưa được nửa đường đã rớt xuống, thở dài nói. Ta sẽ gắng hết sức. Hắn ra sức kéo dây máy, chỉ là đang ngắm phương vị thì một giọng nói the thé bất ngờ vang lên. Toàn bộ cốt ra hết, để bồn tọa làm. Mọi người nghe đều biết tiết nô nhi đến, chỉ thấy lão một cước đạp lý phó quan bay ra xa, the thế nói. Họ lư, tên giác rời ngươi cùng tên khốn tần trọng hải đều không phải thứ tốt. Có điều vì công chúa, hôm nay giúp ngươi một lần. lư Vân biết võ công của lão thâm hậu cùng thể lực vượt xa người thường, mừng rỡ nói. Thật tốt quá, nếu có thiết phó tổng quản giúp cho, đại sự nhất định sẽ thành. Tiết nô nhi hừ một tiếng, quay sang quát lý phó quan. Người buộc vào hai cái dây ná nữa, chỉ một giây sao có thể bắn qua đó máy bắn đá dựa vào lực dây cung rất lớn mới có thể bắn đá lớn ra xa đả thương người. Tiết Nô Nhi cho rằng với khoảng cách xa như thế, lực bắn của một dây còn chưa đủ. Lý phó quan trầm ngâm nói: nhưng dây cung này rất nặng, thêm hai cái nữa, ai có thể bắn nổi? Tiết Nô Nhi mắng: ngươi nhiều chuyện làm chi? mau chuẩn bị tốt cho bổn công công. Lý phó quan hoảng sợ, vội sai người làm. Theo, mắt thấy đã an bài đâu vào đó lúc này lửa lớn liếm đến chân đài cao, tính mệnh của công chúa chỉ còn tính bằng dây. Tiết nô nhi im lặng vận khởi nội lực, phốc 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 mấy tiếng quái dị vang lên, lão một hơi kéo ba dây cung nặng nề, mọi người thấy thần lực cỡ này thì ai nấy đều hoảng sợ. Tiết nô nhi điều chỉnh phương vị, ngắm thẳng hướng công chúa rồi buông dây, quát. Cốt đi! Một tiếng vù vang lên, Lư vần ôm hai chân, cơ thể cuộn lại thành một quả bóng, như đạn pháo bay ra xa lại nói về tần trọng hải bị vây trong đám loạn quân đang không ngừng suy nghĩ biện pháp cứu người lúc này y bồn chồn nóng này thầm nghĩ ngày ấy liễu hầu ra luôn miệng dặn dò ta tuyệt không thể để a à đầu tiểu công chúa này có nửa điểm tổn thương bây giờ gã vương tử nọ lại muốn đem nàng nướng thành lợn quay làm sao bây giờ đang yêu phiền thì thấy đám phản quân chăm chú nhìn ngọn lửa trên đài không còn ai để ý đến bản thân tần trọng hải thấy cơ hội tốt như vậy thầm nghĩ bắt giặc phải bắt vua, hôm nay phải. Xem vận khí của tần trọng hải ta thế nào. Y liền dơ đao chích vào sườn con ngựa đang cưỡi, nó hí lên một tiếng thảm thiết rồi phóng thẳng về phía đài cao. Đám phản quân chấn động đều giặt ra hai bên, con ngựa phi nước đại trước mắt đã đến dưới đài. Tứ vương tử biết tần trọng hải có ý cứu người, quát lớn. Người đâu, mau mau ngăn thất ngựa đó lại. Trung tướng lúc này mới định thần, vội chạy tới nhưng chỉ thấy khói đen tỏa ra bốn phía khiến mọi người không thể mở mắt. Con ngựa kia thấy ngọn lửa hừng. Hực thì sợ hãi giật mình, chồng hai vó trước hí lên một tiếng thét dài. Khói đen phủ khắp bốn phía dưới chân đài, con ngựa hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Là mà thập biết võ công của tần trọng hải cao cường. Sợ y thừa dịp hỗn loạn cứu công chúa, lão hừ một tiếng rồi phi thân tới ngăn cản. Tứ vương tử một bộ ung dung, lạnh lùng nhìn vào chân đài cười nói. Đơn thương độc mã cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao, chỉ biết ngu ngốc cậy mạnh. Xem ra chấm đã đánh giá cao đám mọi dợ đại minh. Khi trước hắn muốn bắt sống tần trọng hải, giờ thấy đối phương liều lĩnh xông lên tự dâng tặng tính mạng, quả thật không hề có đầu óc tâm cơ gì. Tứ vương tử đang cười nhạo, chợt nghe đằng sau lưng truyền đến một tiếng cười hắc hắc. Già lý lạp oai oai nghi. Tiếng mắng chửi khàn khàn khó nghe khiến tứ vương tử giật mình nhảy dựng. Hắn hoảng hốt quay đầu, đã thấy một đại hán mình dùng thân hổ đang từ sau lao đến cách hắn chỉ chừng năm thước, trong miệng người này quá to. Cầu tặc nhà ngươi, lão tử chửi con bà ngươi. Tứ vương tử đổ mồ hôi lạnh, giật mình nói. Không phải ngươi đang ở dưới đài sao, sao có thể xuất hiện ở nơi này? Khóe miệng người nọ nở nụ cười lạnh, mặt đầy sát khí, chính là tần trọng hải thì ra y sớm đã dự mưu, mắt thấy đám người chú ý tình hình trên đài cao, tần trọng hải trước lấy đao đâm khiến ngựa chạy loạn thu hút sự chú ý của phản quân, lại thừa dịp hỗn loạn nhảy xuống ngựa rồi lăn đến sau lưng tứ vương tử. Các tướng lĩnh phản quân còn đang chăm. Chú quan sát dưới đài, đã để cho kế của tần trọng hải thành công. Tứ vương tử thấy tần trọng hải lao đến, giật mình hoảng sợ kêu lên. Người đâu, mau mau cứu chấm. Tùy tùng trái phải vội xông lên trước hộ giá. Tần Trọng Hải cười to. Con mẹ nó, mấy tên tiểu quỷ này có bản lãnh gì bảo vệ được ngươi? Y cứ chém ra một đao là một tùy tùng chết ngay tại chỗ. La mà thập thấy có biến thì cũng giật mình, chỉ là lão đã lao ra dưới đài, nước xa không thể cứu được. Lửa gần, đành trơ mắt đứng nhìn Tần Trọng Hải lao đến chỗ tứ vương tử. Tần Trọng Hải đang muốn xuống tay, bỗng một thanh đao dơ ngang che trước người tứ vương tử. Tần Trọng Hải chấn động lùi lại vài bước, thầm nghĩ, con mẹ nó, sao ta lại có thể quên mất người này? Người vừa tới dâu dài đến ngực, bộ dáng không giận mà uy, chính là sát kim. Tứ vương tử thấy sát kim đến cứu giá thì vội chạy đến bên cạnh lão, thở hắt ra nói. Sát kim, ngươi trung thành như vậy. Sau này chấm nhất định phong ngươi làm hộ quốc đại tướng quân. Không, vậy còn chưa đủ, chấm sẽ ban đất phong vương, cho ngươi cả đời hưởng vinh quang phú quý không hết sát kim luôn đối nghịch với tứ vương tử nếu không phải hắn đã bắt được khả hãn thì sao có thể khống chế nổi lão nào ngờ đến thời khắc nguy cấp nhất sát kim lại không ngại hiềm khích lúc trước ra tay tương trợ tứ vương tử liên tục nói lời đa tạ sát kim cười ha hà nói tứ vương tử hào phóng như vậy sát kim nên dùng gì để đền đáp đây chợt thấy hai mắt lão bắn ra tinh quang hét lên một tiếng thì vươn tay phải ra chỉ bằng một tay tóm lấy tứ vương tử tứ vương tử kinh ngạc đến ngây người kêu lên ngươi ngươi làm cái gì mau buông ta xuống sát kim không thèm để ý mà dơ tứ vương tử lên cao quá đầu quát mọi người không được lộn xộn tứ vương tử đang ở trong tay ta mấy gã tướng lĩnh đang tới tiếp ứng thấy sát kim làm phản đều giật mình hoảng sợ không hiểu vì sao nhưng đành lùi lại hai bên tần trọng hải cũng kinh ngạc không thôi đứng bất động nhìn tràng diện Tứ vương tử vừa sợ vừa giận, lớn tiếng nói. Sát kim to gan, chẳng lẽ quên rằng phụ hoàng đang trong tay ta? Nếu người dám đụng vào một sợi tóc của ta, nhất định khả hãn sẽ đại họa lâm đầu. Dù hắn đang trong tay sát kim, nhưng cậy vào đám thuộc hạ tân tín trung thành đang nắm giữ sinh mạng khả hãn, lập tức mắng chửi không chút sợ hãi. Sát kim lạnh lùng đáp lời. Người đừng mong uy hiếp ta nữa. Nghịch tử như ngươi có gan đụng đến một sợi tóc của khả hãn vậy chúng ta ngọc đá cùng nát, mọi người cùng chết chung. Tứ vương tử thấy vẻ mặt hung áp đối phương, thoáng chốc mồ hôi lạnh chảy xuống, lắp bắp nói. Ngươi, ngươi thực không để ý đến an nguy của phụ hoàng. Sát kinh cười hắc hắc nói. Khả hãn có đại ân với ta, nếu người vì ta mà chết, nhất định ta sẽ tự tận để tả tội. Có điều ngươi hãy nghe cho kỹ. Trước khi ta chết, hắc hắc, xem ta báo đáp tên nhi tử ngỗ nghịch ngươi thế nào khuôn mặt đỏ như gác của lão đầy sát khí khiến người không rét mà run. Tần Trọng Hải thấy tình thế chuyển biến, trong lòng cũng loạn thành một đống, thầm nghĩ. Vì sao sát kim lại làm như vậy? Không phải lúc trước lão luôn ngoan ngoãn nghe lời tứ vương tử sao, sao lúc này làm phản? Y mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan. Đến hình xăm trên lưng mình, nhất thời nhíu mày khổ tư. Là mà thập thấy sát kim bắt giữ tứ vương tử thì hồn phi phách tán, không biết hành động thế nào, còn đang suy nghĩ thì chợt thấy từ nơi chân trời bay đến một quả cầu tròn hướng thẳng về đài cao. Là mà thập kinh ngạc, run giọng nói. Đây là thứ quái gì vậy trời? Chỉ cảm thấy nơi nơi đều lộn xộn, mọi chuyện đều đã nằm ngoài suy tính của lão. Chương 10, Khả Hãn Điểm Đại Binh Anh hùng trí tác giả, tôn hiểu. Quyển 5, Hành trình sang Tây chương 10, Khả Hãn Điểm Đại Binh hồi 2. Lại nói công chúa bị cột vào cọc gỗ, nàng trông về dãy thiên sơn phương xa, chốc lát nhớ đến cố hương, chốc lát lại nhớ chuyện cũ. Nhiều nhất là ký ức khi Lưu Vân rơi xuống vực sâu. Lúc này dường như đã quên mọi chuyện bên ngoài, thầm nghĩ. Sau khi ta chết, phụ vương sẽ thế nào đây? Người sẽ báo thù cho ta. Ai, chỉ mong người đừng hại thêm sinh mạng. Hy vọng mẫu hậu cũng không quá thương tâm. Lại nghĩ. Từng nghe các cao tăng nói, sau khi chết sẽ luân hồi sang một kiếp mới nếu chuyện này có thật chỉ mong kiếp sau ta có thể làm cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời cao được như vậy thì tốt biết mấy lúc này ngọn lửa ngày càng bốc cao sắp thiêu cháy bản thân thành cho bụi công chúa nhắm mắt thầm nghĩ lư tham mưu ta cũng sắp chết rồi chỉ mong nơi u minh địa phủ không có bần phú quý tiện hai ta có thể gặp lại lúc đó ta không còn là công chúa huynh cũng không phải là tham mưu gì nữa nhớ đến hắn thì trong lòng lại nhói đau rơi lệ đầy mặt bỗng nghe một tiếng kêu to công chúa điện hạ thần đến cứu giá công chúa nghe thanh âm quen thuộc ngẩng đầu chỉ thấy một quả cầu quái dị từ phía chân trời bay thẳng về đây nàng tò mò không biết đó là thứ gì nếu thiên sứ đến tiếp giá cuộn mình thành một quả cầu như vậy thì bộ dạng thật khó coi công chúa còn đang nghi hoặc từ trong quả cầu kia vươn ra một cánh tay cầm một thanh cương đao xoẹt một tiếng đã cắt đứt dây trói trên người nàng một cánh tay nữa lại vươn ra phút chốc ôm chặt lấy nàng công chúa bị người lạ ôm vào lòng nào ngờ lại có cảm giác vòng tay ấy đầy quen thuộc thân thể mềm mại của nàng run lên giật mình hỏi lư tham mưu là huynh sao người nọ cười ha hả nói thần đến cứu giá chậm trễ xin công chúa trách phạt thật nặng công chúa nghe giọng nói này phút chốc hai mắt đẫm lệ mông lung nàng ngẩng đầu quả thấy chiếc mũi cao trên khuôn mặt chữ điền, không phải lư tham mưu. Đã rơi xuống vực sâu thì là ai? Nàng thấy người đã chết xuất hiện trước mặt, liền khóc lớn. Lư Vân, thoáng chốc thả người vào lòng hắn rồi ôm chặt lấy, trong lúc quá kích động liền ngất đi. Lư Vân thấy vậy vội bóc huyệt nhân chung của nàng vài cái, kêu. Điện hạ, mau tỉnh lại. Công chúa được nội lực kích thích thì tỉnh lại, thấy rõ ràng đúng là Lư Vân thì khóc rằng ta đã chết rồi phải không? Nếu không, nếu không sao có thể gặp lại huynh? Lư Vân thấy nàng kích động như vậy, trong lòng hắn chợt dâng niềm cảm động, bất giác vươn tay vuốt khẽ má nàng, dịu dàng nói. Công chúa không cần lo lắng, thần là hồ ly chín mạng, đánh không nát quăng không chết. Công chúa nghe còn chưa hết lời, đã thấy lòng dâng lên niềm vui sướng vô hạn, nàng lại ôm chặt Lư Vân mà nức nở. Ta, ta còn tưởng huynh đã chết rồi. Ông trời! Rốt cuộc ông đã mở mắt. Nước mắt của nàng vì vui sướng quá độ mà trào ra. Lư Vân thấy lửa đã lan đến chân hai người, thấp giọng nói: "Điện hạ, thần e đài này sắp sập vì không chịu nổi ngọn lửa. Chúng ta mau xuống thôi." Lúc này ngọn lửa bốc cháy hừng hực phía dưới, mấy vạn phản quân lại bao vây xung quanh. Không biết phải thoát thân bằng cách nào nhưng công chúa không hề cảm thấy lo lắng hay phiền não. Nàng tựa người vào lòng Lư Vân, dịu dàng nói: cho dù huynh đi đâu, ta cũng sẽ theo đó, vĩnh viễn không buông tay. Lúc này dù phía dưới là núi đao trào lửa hay hầm băng vạn trông, chỉ cần ở cùng Lưu Vân một chỗ, nàng đều cam tâm chấp nhận. Lưu Vân thì nào có thời gian suy nghĩ những lời của công chúa. Hắn hét lớn một tiếng, dùng sức nhảy xuống đài. Là mà thập thấy Lưu Vân từ trên trời giáng xuống, buồn bực lớn tiếng quát. Lại là ngươi. Lão lòng đầy tức giận, vận khởi huyền công rồi lập tức xông lên. Lư Vân ôm lấy công chúa bay xuống đài. Lúc này vươn chân ra đá mạnh vào chân đài, đài cao bị lửa thiêu lung lay sắp đổ, lúc này chịu không nổi liền sập xuống. Lư Vân mượn lực khiến tốc độ rơi xuống chậm lại không ít, giày tuy bị lửa bén vào nhưng không có thời gian chú ý dưới chân. Là ma thập sông đến, chẳng ngờ thấy đài cao ngã về phía bản thân thì vội tránh ra. Lư Vân ôm công chúa đáp xuống mặt đất, phản quân mắt thấy hắn rơi xuống, cả đám liền dơ đao chém tới tấp. Lưu Vân dùng tay trái ôm công chúa, tay. Phải tiếp chiêu ngăn địch, tình thế trở nên khẩn trương. La Ma thập lớn tiếng nói. Tiểu tạc mau buông tay chịu chói, kẻo lại uổng mạng. Lão đang muốn xông qua, chợt nghe một người cười nói. Yêu tăng còn dám ở đây thả dám chó, nói nhiều không sợ khô nước miếng sao. La Ma thập giật mình quay đầu, đã thấy tần trọng hải đứng sau lưng không biết từ lúc nào, đang dơ đao chém về phía lão. La ma thập hừ một tiếng, mắng. Một đám tiểu quỷ, làm nên thành tựu gì chứ? Tần trọng hải cười ha hà nói. Một lão hoa tặc, chuyên thả dám chó. Y gầm lên một tiếng như hổ, lập tức xông lên minh chiến. Tần trọng hải không biết lão tăng này chính là quốc sư Hãn Quốc, có điều thấy võ công của đối phương không hề tầm thường, lập tức xuất xử tuyệt chiêu. Hỏa quang bùng lên, hỏa tham nhất đao, liền ép la ma thập lùi lại một bước. Lama thập trầm giọng nói. Quả là đao pháp lợi hại, hãy để lão nạp lãnh giáo xem sao. Thân ảnh lão lóe lên, vận U Minh Huyền Trì, điểm mạnh lên lưỡi đao của Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải xoay vai rồi như người chém ra, đường đao lăng lệ sắc bén, La Ma thập lắc mình tránh thoát, lại khen. Hảo đao pháp, phút chốc Tần Trọng Hải chém ra 10 đao, đao sau nhanh hơn đao trước, là công phu tầng thứ ba trong hỏa tham nhất đao, tên là Phi Hỏa Thập Nhị thức, là ma thập vận khởi khinh công, lắc lư bay lên bay xuống trước đao, nhất thời lưỡi đao khó có thể chạm đến da thịt. Lúc này có thêm mấy gã tướng lĩnh xông đến, một người dương cung lắc tên, vù một tiếng, một mũi tên bắn thẳng tới sau lưng tần trọng hải. Lư Vân đang bảo vệ công chúa, mắt thấy nhưng không thể phân thân đi cứu, hắn vội la to. Tần tướng quân mau tránh. Tần trọng hải hư một tiếng, giờ đao chém mũi tên nó gãy làm đôi là mà thập thấy thời cơ tốt thì phi thân đến, dương chỉ điểm ngay nơi ngực của tần. Trọng hải. Tần trọng hải liền giơ đao bảo vệ nơi yếu hải. Xoảng một tiếng, cương đao đã bị luồng nội lực âm độc của, u minh huyền chỉ, chấn đến gãy thành mười mấy mảnh rơi xuống đất. Là ma thập đang muốn bồi thêm một đòn, chợt nghe tiếng vó ngựa vang bên tai. Một thất ngựa chậm rãi đi tới, khách trên lưng ngựa tay còn sách theo một người, trông không khác gì diều hâu bắt gà con vậy chỉ nghe người trên lưng ngựa cười ha hả nói la ma thập à la ma thập giờ mà ngươi còn dám tác quái không cần tính mạng của tứ vương tử nữa sao người này mặt đỏ như gấc râu dài đến ngực chính là sát kim la ma thập thấy có kẻ sen vào thì giận dữ muốn chết chỉ là biết sát kim dùng chút sức lực cũng đủ bóp chết tứ vương tử thoáng chốc trong lòng hoảng loạn kêu lên đều là người một nhà có chuyện gì thì từ từ nói Người mau thả tứ vương tử xuống, chúng ta thương lượng sau. Lão không biết vì sao sát kim lại tạo. Phản, đành làm dịu tình hình rồi tính sau. Sát kim vẫn ngồi trên lưng ngựa, cười lạnh nói. Là ma thập, người thêm vuốt cho hồ, giúp trụ làm ác, còn dám ở nơi này nhiều lời nữa sao? Là ma thập lại khuyên rằng. Hẳn ngươi hiểu rõ điều này, nếu dám xuống tay ra hại tứ vương tử, thân tín của ngài chắc chắn sẽ giết chết khả hãn. Hoàn hoàn tương báo đến khi nào mới chấm dứt đây, mọi người đều nhường một bước, có phải tốt hơn chăng? Sát kim nhìn tứ vương tử rồi cười lạnh hỏi. Yêu tăng này nói đúng sao? Nếu ta giết ngươi, thù hạ của ngươi nhất định sẽ giết khả hãn. Tứ vương tử tức giận đáp. Điều đó là đương nhiên, mau thả ta ra, nếu không ngươi thật có lỗi với khả hãn. Sát kim ồ một tiếng, nói. Ta có lỗi với khả hãn, nói như vậy, tiểu tư ngươi thì làm chuyện tốt cho ngài. Tứ vương tử lớn tiếng nói. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, mau thả ta ra. Sát kim lắc lắc đầu nói. Hôm nay vì khả hãn, ta phải giết tên nghịch tử bất hiếu như ngươi mới được. Lão vươn tay điểm một chỉ vào hông tứ vương tử, một luồng khí mạnh xuyên vào mạch máu, chậm rãi di chuyển trong cơ thể hắn. Đòn tra tấn này quả thật âm độc, khiến nội tạng cùng toàn thân người chúng đòn ngứa ngáy không thôi kẻ ăn trơn mặc trắng như tứ vương tử sao có thể. Chịu nổi. Sát kim cười lạnh nói. Người chịu không nổi đâu, mau sai người thả khả hãn. Tứ vương tử hừ một tiếng khinh miệt, cắn chặt răng hồi lâu nhưng nội tạng vừa đau vừa ngứa, sau đó lại muốn ói cùng chóng mặt sắp ngất. Sát kim lại điểm một chỉ, tăng thêm lực đạo, nội lực dọc gân mạch chảy thẳng vào trong nội tạng, sắc mặt tứ vương tử lập tức tím tái. Sát kim lạnh lùng nói còn muốn chịu thêm vài chỉ nữa. Toàn thân tứ vương tử đau đớn ngứa ngáy không chịu nổi, đau đến mức hận không thể đâm đầu chết phát cho rồi. Hắn cắn răng nói. Sát, sát kim, người có giỏi thì giết ta đi, muốn. Ta thả khả hãn ra, nằm mơ. Sát kim cười lạnh nói. Ta sẽ không giết ngươi, chỉ muốn ngươi bộc lộ bộ mặt hèn hạ yếu nhược là đủ. Lão có ý khiến cho tứ vương tử xấu mặt trước mặt toàn quân. Qua không bao lâu, cuối cùng tứ vương tử chống đỡ không nổi lớn tiếng khóc thét sát kim lạnh lùng nhìn hắn nói xem ngươi còn chống đỡ được nữa chăng tứ vương tử lớn tiếng kêu thảm thiết xem ra thần trí đã không còn minh mẫn nữa sát kim nhấc tứ vương tử lên quay đầu nhìn đám quân sĩ thì quát lớn các dũng sĩ của hãn quốc nghe đây tứ vương tử nhát gan yếu đuối lúc lâm trận lại khóc thét xin tha người như thế có thể làm khả hãn của các ngươi sao các võ sĩ Hán Quốc xưa nay dù chết cũng không bao giờ chịu nhục xin tha. Mọi người thấy tứ vương tử lớn tiếng khóc thét thì kinh ngạc, trong lòng cảm thấy chủ nhân không nên yếu đuối như vậy. Là mà thập biết qua thêm một lát thì sĩ khí của đại quân sẽ tan rã. Lão quát to một tiếng. Mọi người đừng sợ, chúng ta người đông thế mạnh, mau xông qua cướp người. Thần ảnh lama ma thập chấp động, vận khởi, u um minh huyền trì. Hai tay biến ảo liên hồi, lập tức công tới sát kim lúc này tình thế đã vô cùng nguy ngập nếu sát kim dám xuống tay giết tứ vương tử thân tín của tứ vương tử nghe tin nhất định sẽ giết khả hãn hai đại nhân vật này mà chết thì chỉ có lợi cho đạt bá nhi hãn đến lúc đó la ma thập từng giúp người khác xoán ngôi nhất định sẽ bị đạt bá nhi hãn định tội ngũ mã phanh thây trong lòng lão vốn lo lắng điều này giá nào cũng không thể để tứ vương tử bị hại đành đặt sốc hết vốn liếng vào nước cờ này sát kim cười lạnh nói là ma thập, chủ tử của ngươi đã rơi vào tay ta, còn ngu mốc chống đỡ làm gì? Mau đầu hàng đi. Mã đao trong tay lóe sáng, biến thành 12 phi đao tấn công la ma thập. Võ công của sát kim cao cường, lâm trận trước nay chưa bao giờ xuống ngựa, chỉ ngồi trên lưng ngựa ra chiêu nhưng đao pháp khiến người run sợ không thôi. Hai người này đều đại nhân vật có võ công cao cường nhất thiếp mộc nhi Hán quốc hiện tại. Một người là ngự tiền quốc sư âm độc hiểm ác, trợ giúp bột nhĩ suy thân vương làm chính biến xoán vị người còn lại là đại tướng thần dũng được ban cho cái tên sát kim một lòng trung nghĩa vì chủ lúc này hai người đều giờ tuyệt học kịch đấu trước mặt vạn quân thoáng chốc đã qua mấy chục chiêu sát kim tay phải sách tứ vương tử tay trái ngăn địch không linh hoạt lắm nhưng nhờ vào binh khí kỳ môn la ma thập chỉ dùng tay không hai người lại đấu đến bất phân thắng bại la ma thập thấy tình thế ngày càng bất lợi vừa đánh vừa thét gào với quân sĩ. Các ngươi còn chờ gì nữa? Chờ đến lúc Đạt Bá Nhi Hãn tiếp vị, những người các ngươi còn mạng để sống tiếp sao? Mọi người mau xông lên giết địch. Trong lòng Phản Quân cũng biết lòng giả của hoàng tử không độ lượng, kẻ nào đã trợ giúp tứ vương tử làm phản nhất định sẽ bị xét nhà diệt tộc. Mọi người càng nghĩ càng sợ, đành rút đao xông lên liều mạng tấn công sát kim. Sát kim quát, các ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa tứ vương tử bắt giữ khả hãn ép mọi người làm phản cũng là bất đắc dĩ đừng nghe la ma thập châm ngòi ly gián trong phản quân vốn có không ít người trung thành với khả hãn vừa nghe những lời này lập tức dừng tay tần trọng hải và lưu vân thấy quân địch lúc thì động lúc thì dừng hai người hai mặt nhìn nhau không biết nên tiến lên trợ giúp hay không hai đại cao thủ còn đang so đấu bỗng xa xa nổi lên một tầng cắt bụi dường như lại có quân mã đang tới Sát Kim và La Ma thập thấy có biến, đều ngừng tay ngẩng đầu nhìn về phương xa. Quân sĩ thấy bụi cát mờ mịt cuồn cuộn trước mắt thì giật mình sợ hãi, không biết đại nhân vật nào giá lâm nữa đây. Lúc này chân trời hiện lên một điểm đen mờ ảo, càng lúc càng tới gần. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một lá cờ lớn, ở trên viết một chữ thiên, bằng tiếng hồi màu vàng. Chương 10, Khả hãn điểm đại binh. Anh hùng trí tác giả, tôn hiểu. Quyển 5, hành trình sang Tây Trương 10, khả hãn điểm đại binh hồi ba. Sát kim mừng rỡ, lúc này quát lớn. Là ma thập, khả hãn đã đến đây, ngươi còn lời gì để nói nữa? Là ma thập thấy lá cờ thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, run giọng nói. Không thể nào, điều này sao có thể? Nhất định là có người giả thần giả quỷ. Trong bụi cắt cuồn cuộn, lá cờ lớn kia đã đến ngoài một dặm, tiếng trống trận thình thình vang lên, xa xa vang lên tiếng hát rằng chúng ta có cỏ xanh mơn mờn, chúng ta có dê bò béo tốt, chúng ta có binh khí có nam nhân, nhưng chúng ta lại không có người anh hùng dẫn đường. Tiếng ca đột nhiên chuyển cao lên, lại hát tiếp. Trời cao thương xót chúng ta, thánh thần trên cao ban phước cho chúng ta. A, à, gia tộc thiết mục chân anh minh thần võ, xin người dẫn dắt chúng ta, cho đến phút cuối cùng của thế gian này. Thời bấy giờ văn tự của Hán Quốc còn sơ lộ giản đơn, đa phần lễ nghi triều đình chỉ dùng lời ca tiếng hát để biểu đạt chuyển các nhân vật quan trọng đi. Tuần cũng là bình thường, Lư Vân nghe tiếng ca hát, lập tức biết có đại nhân vật của Hán Quốc đến. Tần Trọng Hải cười ha hả nói. Lư huynh đệ, lời ca đó là trò gì vậy, sao thối tha khó nghe như thế? Mau thông dịch giúp lão tử một đoạn đi. Còn trong tình cảnh nguy hiểm, Lư Vân vẫn ôm chặt công chúa. Hắn đang muốn dịch lại lời ca, chợt thấy công chúa khẽ cựa trong lòng mình, sợ nàng bị thương nên cúi đầu xem xét lại thấy công chúa mỉm cười, nàng thấp giọng nói. Ai cũng nói con dân hãn quốc đơn thuần chất phác, kỳ thật bọn họ rất thích ca công tụng đức. Huynh xem bộ dáng bọn họ, nói không chừng còn cổ hủ hơn đại minh chúng ta nữa. Lư Vân đối diện với khuôn mặt kiều diễm kia, thấy chỉ mới qua mấy ngày mà nàng đã gầy đi rất nhiều, dù đang cười nhưng trên mặt thoáng hiện vẻ phong sương. Hắn thương tiếc trong lòng, thấp giọng nói. Công chúa Điện Hạ, mấy ngày qua người chịu nhiều vất vả rồi công chúa ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn rồi dịu dàng nói mấy ngày qua mỗi ngày ta đều cầu khẩn ông trời quả thật có mắt cuối cùng đã để huynh bình an vô sự chỉ thấy đôi mắt nàng chấp động ánh lệ lời lẽ lại mang theo tình cảm vô bờ bến lư vân cảm động trong lòng thầm nghĩ dù tan xương nát thịt vì nàng cũng không chối từ tiếng ca vừa ngưng cát bụi đầy trời cũng lắng xuống lộ ra một biển người trước mắt chỉ thấy đầu người đông nghìn nghịt khắp nơi ít nhất phải tới 20 vạn nhân mã. Đám phản quân thấy đại quân chủ lực của khả hãn tới thì vô. Cùng sợ hãi, Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm như thế nào. Những kẻ cuồng đồ ngày thường hung ác, lúc này dưới uy vọng lâu năm khả hãn lại không dám cử động. Ai nấy đều ủ rũ, nguyện khí hoàn toàn biến mất. Là mà thập biết đại thế đã qua, không khỏi bóp cổ tay, thở dài nói. Đã xảy ra chuyện gì? không phải khả hãn đang bị giam sao sao có thể đến chỗ này sát kim cười lạnh nói giờ mới biết cái gọi là hối hận sao muộn tất cả đã muộn rồi đang khi nói mấy chục gã cầm cờ chạy lên đầu xếp thành hai hàng sau đó có người hầu trải thảm đỏ dưới đất lại khiêng ra một chiếc ghế lỗng lẫy bằng vàng ròng đặt trên thảm một tiếng trống đồng vang lên người ca hát cao giọng hô anh hùng của thiếp mộc nhi hãn quốc vị hào kiệt vĩ đại dẫn dắt soi lối chúng ta, một lý xá khả hãn giá lâm. Sát kim sớm biết người tới chính là khả hãn, lúc này quỳ xuống trước bái lại. Thần sát kim, khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Giữa một rừng binh tướng, có một nam nhân thấp bé bước ra ngồi xuống ngai vàng, chính là đương kim quốc chủ của thiếp mộc nhi hãn quốc, một lý xá khả hãn. Lư vân thấy người này thân hình thấp bé, đối mặt nhiều phản quân nhưng trên mặt vẫn lộ nụ cười tùm tìm, thoạt nhìn giống trường quầy khách điếm hơn là quốc chủ của đại quốc danh trấn tây cương trong lòng hắn kinh ngạc không thôi công chúa cũng nhìn khả hãn hồi lâu không chớp mắt trên dưới đánh giá người này tần trọng hải thì khoanh tay ôm ngực cười hì hì xem kịch vui tâm tư của lama thập xoay chuyển rất nhanh mắt thấy sát kim đã quỳ lão cũng đi tới quỳ dưới chân khả hãn lớn tiếng vân an thật may là khả hãn bình an vô sự chúng thần nghe đồn tứ vương tử làm phản đang muốn về kinh cứu giá không biết khả hãn các nhân thiên tướng đã thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Thần vô cùng vui sướng, cảm động và biết ân trời xanh đã chiêu cố. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nói xong không ngừng dập đầu, sát kim nghe đối phương buông lời bậy bạ không đúng sự thật để thoát tội, lập tức tiên phát chế nhân, kêu lên. Khả hãn ở trên, quốc sư Lama thập cùng tứ vương tử tạo phản, không chỉ giam giữ bệ hạ, còn đến chặn đánh khách lạt suy thân vương, muốn giết chết hoàng tử tội của người này không thể tha thứ xin bệ hạ nhanh chóng giam hắn lại la ma thập lớn tiếng nói sát kim nói bậy chính hắn mới làm loạn cùng tứ vương tử đạt bá nhi hãn đã tận mắt nhìn thấy điều này xin khả hãn lập tức xử tử hắn sát kim nghe đối phương ngập máu phun người thì thức đến mắt nổ đom đóm có điều đúng là lão từng ra sức vì tứ vương tử trước mắt bao người khó lòng cãi lại nhất thời không biết đáp lời thế nào Lư Vân và công chúa thấy la ma thập vô sỉ như thế, đều muốn lên tiếng giải vây cho sát kim. Chỉ là chưa biết tính tình của khả hãn thế nào, lại không hiểu được tình hình nội bộ hãn quốc nên đành nhịn xuống. Tần Trọng Hải thì không hiểu một câu, ngẩn người đứng sờ đầu tại chỗ. Khả hãn nghe hai người chỉ trích lẫn nhau, khuôn mặt không lộ cảm xúc gì, chỉ nói. Các người không cần nóng lòng biện. Bạch, chút nữa chấm sẽ thẩm vấn công bình. Người đâu, đem tứ vương tử đến đây lời lẽ tràn ngập uy nghi lại đầy vẻ tinh minh, vẻ mặt la ma thập âm tình bất định, không biết có thể qua mắt được khả hãn hay không. Khả hãn vừa ra lệnh, trai phái đã có 10 tên thị vệ xuất hiện. Tần Trọng Hải thấy huyệt thái dương của bọn họ nhô cao, thân hình lại rất cường tráng. Xem ra là các dũng sĩ si tứ phương đến góp sức cho hãn quốc. Một thị vệ đi đến trước mặt sát kim, nói. Sát kim tướng quân, xin giao tứ. Vương tử lại cho. Sát kim gật đầu, Buông Tứ Vương tử ra, lại giải huyệt cho hắn. Tứ Vương tử đang ngất xỉu, bị nội lực của sát kim đánh mạnh vào thì lập tức tỉnh lại. Vừa mới mở mắt đã thấy Khả Hãn Giá Lâm, Tứ Vương tử sợ tới mức hồn phi phách tán, vội chạy lùi lại, kêu lên. "Mọi người mau động thủ, quyết một trận tử chiến." Sát kim để mặc cho hắn bỏ chạy, lúc này hoàng đế đích thân Giá Lâm, Tứ Vương tử đã không còn uy quyền gì. Quả nhiên dù Tứ Vương tử kêu khàn cả giọng, lại không có một tướng lĩnh thủ hạ nào để. Ý đến hắn, cả đám đều quỳ trên mặt đất, im lặng không nói. Khả hãn thấy tứ vương tử vẫn kiêu ngạo bất tuân, không khỏi thở dài một tiếng, nói. Nuôi con mà không dạy con nên người là lỗi của người cha, hôm nay đứa nhỏ này gây chuyện càn rỡ đến mức như thế, chấm cũng có lỗi trong đó. Người đâu, bắt nó lại cho chấm. Đám thị vệ vâng giả, đang muốn ra tay thì la ma thập đã nhanh hơn một bước lão nhảy ra, vận, u minh huyền chỉ, điểm trúng bên hông của tứ vương tử, đánh hắn ngã ra trên đất. Tứ vương tử thấy lão bán đứng mình, giận dữ nói. Là ma thập, ngươi, sao ngươi vô sỉ như thế? Là ma thập sợ hắn nói nhiều thì bất lợi cho bản thân, vận chỉ như bay điểm trúng á huyệt của tứ vương tử. Sát kim thấy là ma thập lúc lâm nguy lại bán đứng chủ nhân, là hạng vô cùng ti tiện. Lão hừ một tiếng nặng nề, quát. Là ma thập, Người cho là lừa dối thì có thể thoát tội sao? Là ma thập không đáp, chỉ quỳ ở một bên, vẻ mặt vô cùng kính cẩn. Sát kim đang muốn nói tiếp, khả hãn đã ra tay ngăn lại, nói. Các ngươi đừng cãi nữa, ai chung ai gian, chấm sẽ cân nhắc quyết định. Là ma thập nghe thì mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán, không dám động đậy. Khả hãn sai người đưa tứ vương tử đến quỳ trước mặt. Y cúi đầu nhìn tứ vương tử, nói. Mạc nhi hãn, người tạo phản làm loạn, giờ còn gì để nói nữa chăng? Tứ vương tử quỳ trên mặt đất, mở miệng. Ra nhưng lại không phát ra âm thanh. Khả hãn nhíu mày, hỏi. Sao, nói không ra lời sao? Sa kim biết la ma thập đã điểm áo huyệt của tứ vương tử, lập tức đi lên vỗ nhẹ vào người hắn. Một luồng nội lực truyền qua, phút chốc đã cởi bỏ phong ấn nơi áo huyệt của hắn. Tứ vương tử quỳ trên mặt đất, mắt thấy phụ vương đã thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, giờ phút này lại nắm giữ toàn cục trong mắt hắn bốc lên ngọn lửa giận dữ, lắc đầu nói. Ta thua, hoàn toàn thua, lão mau mau, giết ta đi. Khả hãn thở dài, nói. Hài tử, ta không chỉ là khả hãn của con, còn là người cha ruột thịt của con nữa. Con khởi binh mưu phản, giam ta lại, chẳng lẽ chỉ có mấy câu này để nói hay sao? Tứ vương tử cười hắc hắc, nói. Cái gì mà phụ tử tình thâm, tất cả đều là nói nhảm người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, còn gì đáng để nói nữa. Mau xử tử ta đi. Khả hãn thấy hắn không hề có ý hối hận. Không khỏi lắc đầu nói. Trong các nhi tử của chấm, trước giờ người chấm yêu thương nhất chính là con. Tại sao con tạo phản, có biết đã làm chấm thương tâm biết bao? Tứ vương tử cười ha hả nói. Đứa con lão thương yêu nhất chính là ta, vậy sao lại đem môi vị hoàng đế truyền cho ca ca? đạt bá nhi hạn yếu đuối ngu ngốc hạng người như thế có thể làm khả hãn sao khả hãn thở dài nói hải tử a à hải tử đến giờ con còn chưa hiểu nỗi khổ tâm của trẫm hay sao nguyên là vì con lòng đầy dã tâm chỉ nghĩ cách xâm lược trung nguyên ta đành lập ra quy củ trường tử kế vị nếu con có thể khiêm nhường thêm một chút nhân từ thêm chút nữa ngôi vị hoàng đế có thể thoát khỏi tay con sao vẻ mặt tứ vương tử biến đổi nhanh chóng run giọng nói. Thì ra là thế, chính là bởi năng lực của ta quá mạnh, kiến thức quá cao. Lão sợ thành tựu ngày sau của ta vượt qua lão, nên mới đem môi vị hoàng đế truyền cho đạt bá nghi hãn. Khả hãn thở dài một tiếng, nói. Còn vẫn khinh thường không coi ai ra gì cả, vẫn còn tưởng mình được như thành cát tư hãn. Ai có biết chấm đã an bài tâm phúc bên cạnh, nắm giữ tất cả các hành động của con trong tay không? Hài tử a à, hài tử, con tự cho mình mưu lược gan dạ sáng suốt, thiên hạ vô song, kỳ thật còn kém rất xa." Tứ Vương Tử lắc bắt sợ hãi nói, "Lão đã mai phục tâm phúc bên người ta, là ai?" Khả Hãn lắc lắc đầu, nói, "Con nhất định muốn biết, chấm sợ con chịu không nổi." Tứ Vương Tử oán hận nói, "Không biết ai đã hại ta thất bại thảm bại như vậy, ta chết thật không cam tâm." Khả Hãn thở dài nói, Hài tử thám tử mà trẫm an bài chính là tiểu thiếp mà con cưng chiều nhất thị thấy trẫm bị con giam giữ lập tức giúp trẫm liên lạc với hoàng hậu khó khăn lắm mới cứu được trẫm ra nói rồi cười nhẹ sở dĩ con có thể quen biết nữ nhân này tất cả đều do trẫm an bài có biết trước sau trẫm hao phí bao nhiêu khí lực mới bồi dưỡng được tâm phúc như vậy tứ vương tử nghe đến đây thì vô cùng tức giận kêu lên một tiếng thảm thiết tiện nhân ta ngày thường đối đãi à không tệ, sao à dám hại ta, à à à. Nghĩ đến kẻ đầu ấp tay gối lại bán đứng mình, trong lòng tứ vương tử dâng lên nỗi căm thù, miệng phun máu tươi rồi ngất xỉu. Lư Vân và công chúa nhìn nhau, hai người đều thấy được trong mắt người kia sự kinh ngạc sợ hãi, hai lòng cùng một ý. Tưởng, trong đấu tranh chính trị, cho dù phụ tử ruột thịt cũng phải ngươi lừa ta gạt, huống chi là những kẻ khác. Khả hãn nhìn về phía mọi người, thở dài nói. Tứ vương tử ngày thường cuồng vọng tự đại, tuy tài cao mưu lực nhưng lại ích kỳ nóng này, chấm luôn đau đầu vì điều này. Chỉ không ngờ là hắn dám làm ra hành động phản nghịch ác độc thế này. Y thở một hơi dài, cúi đầu hỏi ý kiến mọi người. Tứ vương tử tạo phản, các ngươi nói nói xem, chấm nên xử trí hắn thế nào. Là ma thập thấy tứ vương tử đã ngất xỉu, hiện giờ không còn nhân chứng, vội quỳ xuống nói. Khả hãn minh xét, sở dĩ tứ vương tử làm phản tác loạn, tất cả đều là do sát kim xúi dục. Xin khả hãn lăng chỉ sự tử sát kim trước, sau đó bêu đầu tứ vương tử để thị chúng. Sát kim thấy la ma thập đảo trắng thay đen, không kiềm được cơn giận dữ. Tên gian thần, còn dám nói những lời vô sỉ như thế, đợi lát nữa khách lạt. Suy thân vương đến, chúng ta cùng đối chất, xem là ngươi nối giáo cho giặc hay là ta có mưu đồ tạo phản. La ma thập cười lạnh nói chính ngươi tự hỏi bản thân mình, có phải ngươi dẫn quân đuổi giết khách lạc suy thân vương hay không? Ngươi thật ti tiện, rõ ràng chính là ngươi xúi dục tạo phản, còn dám giá hỏa cho ta nữa. Rốt cuộc là ai vô xỉ vậy? Sát kim nghe thì dẫn đến thất khiếu phun khói, nhưng đúng là bản thân lão từng ra sức cho tứ vương tử. Nếu nói bản thân mình bị người uy hiếp nên không thể không làm, là ma thập cũng có thể lấy. Lý do này chối bỏ hết mọi tội lỗi nhất thời không biết biện bạch cho bản thân thế nào. Khả Hãn thấy hai người không ngừng tranh cãi, tuy chưa biết ai chung ai gian nhưng cả hai đều là nguyên lão ai tướng của y. Bọn họ đã dính vào chuyện này, các đại thần khác cũng không thoát khỏi liên quan. Xem ra lần tạo phản này liên lụy rất sâu, nếu thật sự phải phạt nặng, chỉ sợ Hãn Quốc sẽ đại thương nguyên khí. Lúc này ba quân không ngừng run rẩy, bất động quỳ trên đất. Nếu Khả Hãn hạ lệnh xử tử tứ vương tử, không buông tha ngay cả con ruột của mình, vậy bản thân. Bọn họ cũng không trốn được tội chết, mọi người càng nghĩ càng sợ, trên mặt không còn chút máu. Ngân xuyên công chúa thấy khả hãn trầm ngâm chưa quyết, lại thấy sắc mặt của đám phản quân trắng như tờ giấy, nàng thầm nghĩ. Xem bộ giảng của khả hãn, hẳn không có ý đại sát tứ phương. Hay ta đi lên nói chuyện một hồi, mong sao có thể giữ lại thêm sinh mạng. Nàng nghĩ vậy thì chậm rãi tiến lên, thưa rằng ngân xuyên phụng mệnh thiên tử triều mình tới bái kiến khả hãn khả hãn chính công an khang vạn sự như ý nói rồi mềm mại quỳ xuống Lưu vân và tần trọng hải thấy vậy cũng đồng loạt quỳ gối khả hãn ồ một tiếng hỏi người chính là ngân xuyên công chúa công chúa mỉm cười thưa không dám thần thiếp chính là ngân xuyên khả hãn thấy công chúa da trắng như tuyết xinh đẹp động lòng người cử chỉ phong thái lại tự nhiên hào phóng. Trong lòng y vui mừng, liền đi đến nâng nàng dậy, nói. Công chúa mau mau đứng dậy. Eo thon của công chúa khẽ run rồi uyển chuyển đứng dậy. Đáng ra song phương đã gặp hơn 10 ngày trước, nào biết hãn quốc xuất hiện nội loạn, nên mới kéo dài đến ngày hôm nay. La mà thập thấy công chúa bái kiến khả hãn thì giật mình. Tâm niệm lưu chuyển nhanh chóng, muốn lập ghế xoay chuyển tình thế. Lưu Vân thấy vẻ mặt của La Ma thập quỷ dị thì trợn mắt nhìn chừng. Chừng, chỉ cần thấy lão có hành động khác lạ là lập tức xông lên. Khả hãn thấy công chúa không hề sợ người lạ, ăn nói lại cung kính khiêm nhường dịu dàng dễ nghe, trong lòng mừng rỡ nói. Tên nghịch tử của ta làm loạn phạm thượng, đã khiến công chúa sợ hãi. May là người bình an vô sự, bằng không tội nhiệt của hắn càng sâu thêm sâu nặng. Nói rồi đá cho tứ vương tử một cước thật mạnh. Công chúa thấy Khả Hãn tức giận, vội tiếp lời. "Xin Khả Hãn đừng tức giận nữa, tứ. Vương tử làm loạn tạo phản là không đúng, nhưng không phải bản thân Khả Hãn cũng có lỗi hay sao?" Mọi người nghe những lời này đều giật mình hoảng sợ, Khả Hãn là vua của một nước, bề ngoài tuy bình thường nhưng kỳ thật là một nhân vật vô cùng lợi hại. Công chúa nói vậy chẳng phải đã phạm thượng rồi sao, nhất định sẽ có chuyện hay xảy ra. Lama thập thấy công chúa vừa mở miệng đã chống đối Khả Hãn lúc này nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ. May là à công chúa này trời sinh không hiểu chuyện, bằng không hôm nay ta khó. Thoát một kiếp, quả nhiên thấy khả hãn biến sắc, trầm giọng hỏi. Người nói chấm cũng có lỗi, lời này có ý gì? chương 10, khả hãn điểm đại binh. Anh hùng trí tác giả, tôn hiểu. Quyển 5, hành trình sang Tây chương 10, khả hãn điểm đại binh hồi 4. Công chúa nghe lời này ẩn chứa cơn giận, liền bước lên một bước dịu dàng nói thần thiếp không biết chuyện riêng của quý quốc nhưng khi nãy nghe bệ hạ nói rằng bệ hạ đã sớm mua được người thiếp yêu quý của tứ vương tử bồi dưỡng nàng thành nội gián thử nghĩ một quốc chủ còn đề phòng con mình đến như vậy như vậy thần dân dưới trên cũng theo đó mà làm tứ vương tử sao có thể yên tâm để ca ca mình tiếp vị thần thiếp nói bệ hạ có lỗi chính là điểm này khả hãn hừ một tiếng điềm nhiên nói có tâm phòng người là điều bắt buộc phải có lý lẽ của công chúa dường như quá ngây thơ trong mắt công chúa lộ vẻ không đành lòng nói trong một quốc gia nếu quốc chủ thâm trầm âm mưu nhất định đám hạ thần cũng sẽ tính kế đề phòng bất thường bệ hạ đã không thể đối xử chân thành với mọi người đề phòng ngay cả con mình mỗi mình sao có thể hy vọng tứ vương tử thành thật tiếp nhận việc huynh trường trở thành đế vương khả hãn hừ một tiếng nói vậy chiếu theo ý ngươi, tứ vương tử tạo phản là do lỗi của chấm. Giọng điệu trở nên đầy tức giận. Lư Vân sợ dưới cơn thịnh nộ, khả hãn sẽ gây chuyện bất lợi cho công chúa, thoáng chốc bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi, trong lòng lo lắng. Công chúa thở dài, đáp lời. Ngân Xuyên là người ngoại tộc, không dám phán xét ai đúng ai sai. Nhưng bệ hạ thử nghĩ kỹ xem, nếu tứ vương tử không còn tình thân phụ tử, sao lúc bắt bệ hạ không trực tiếp xuống tay giết người cho rồi lại để cho bệ hạ có cơ hội cử binh tái khởi. Có lẽ trong lòng tứ vương tử cũng đầy thương tâm, cảm thấy mình đã mất đi sự yêu thương của phụ thân nên mới khởi binh tạo phản, nhưng thật sự không muốn làm hại bệ hạ. Khả Hãn vốn cho rằng việc tứ vương tử không giết mình là nhằm để uy hiếp các đại thần. Lúc này nghe những lời của công chúa, đã cảm nhận được ít nhiều tình thân phụ tử bên trong. Y cúi đầu nhìn con mình, nhớ đến khi xưa, đứa con này thường xuyên ngồi trên đùi mình chơi đùa lúc đó nào ngờ được sau này phụ tử hai người lại trơ mặt thành thù. Phút chốc trong lòng khả hãn đầy sầu não, đám người thấy vẻ mặt nặng nề của y, không ai dám nói hai lời, chỉ sợ rước họa vào thân. Qua một hồi lâu, ánh mắt khả hãn mới chậm rãi rời đi. Chỉ nghe y thở dài một tiếng, nói. Công chúa nói đúng, nếu không phải do chấm tính kế từ đầu, trước phòng sau phòng, đứa nhỏ này cũng không đứng ngồi không yên mà tạo phản chuyện này là do chấm sai trước công chúa thấy lời nói của mình đã thuyết phục được khả hãn thì vui mừng nàng đang muốn xin tội cho đám phản quân chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng kêu to phụ hoàng phụ hoàng khả hãn dõi mắt nhìn lại thấy đạt bá nhi hãn và thừa tướng cưỡi ngựa phóng nhanh qua đây trong lòng vui mừng y tiến lên phía trước chợt nghe một người kêu to bệ hạ cẩn thận lời còn chưa tắt một thân ảnh phóng tới đẩy y ngã xuống đất chỉ nghe một cơn gió tanh hôi vụt qua mũi một thanh phi đao đen như mực xẹt qua người tắm thẳng vào ghế vàng sau lưng có thể nói là vô cùng hung hiểm khả hãn đại tinh thất sắc run giọng quát ai là ai dám ám sát chấm? chỉ nghe sát kim hừ một tiếng quát to la ma thập người lớn gan phạm thượng không muốn sống nữa sao lão rút đao ra khỏi vỏ nhanh chóng giao đấu cùng la ma thập tại chỗ khả hãn nghẹn hỏng chân chối, không ngờ la ma thập dám dùng phi đao ám sát mình. Hộ vệ hai bên vội vàng chạy đến, nâng y đứng dậy. Qua một thoáng, khả hãn lấy lại bình tĩnh, ngừng đầu nhìn thì thấy người vừa cứu giá có khuôn mặt anh Tuấn, khí chất nho nhã. Là một tùy tùng bên cạnh công chúa. Khả hãn hồn kinh chưa định, nói. Là người ra tay cứu chấm sao, Lưu Vân quỳ xuống, bẩm Là thần lớn mật làm càn, quý nhiễu khả hãn xin người thứ tội công chúa thấy lưu vân lập được đại công thì trong lòng vui vẻ tần trọng hải cười hắc hắc hai tiếng thầm mắng lão tử không biết tiếng ngoại tộc hoàn toàn bị biến thành một tên ngu ngốc con mẹ nó giả lý lạp oai oai nghi thì ra lưu vân đang quỳ dưới đất thấy đám người khách lạc suy thân vương cưỡi ngựa đến hắn đoán la ma thập sẽ lợi dụng cơ hội này ra tay để tránh phải đối chất cùng người quả nhiên chớp mắt thấy phi đao bắn ra lư vân đã có lòng đề phòng lập tức nhào tới cứu giá mới giữ tính mạng của khả hãn tiết nô nhi và đám người hà đại nhân thấy khả hãn giá lâm tứ vương tử cũng đã bị bắt cục diện đã được khống chế thì mới an tâm lại đây vừa đến đã thấy sát kim và la ma thập đang đại chiến sát kim không ngừng gầm lên đao thế như bay đánh cho la ma thập hoàn toàn không còn đường chống đỡ lúc trước sát kim còn ngồi trên ngựa tay phải nắm tứ vương tử mà đã đấu ngang tay với la ma thập. Lúc này hai tay hoàn toàn tự do, không có cưỡi ngựa, uy lực đâu chỉ tăng thêm 10 lần. Chỉ một lát sát kim đã chiếm được thế thượng phong, nếu không phải cần lưu mạng la ma thập lại để thẩm vấn, lão đã một đao chém chết đối phương. Tiết nô nhi thấy sát kim anh dũng thần võ, trong lòng hâm mộ, cũng có ý tỏ bản lĩnh trước mặt khả hãn. Lão vung tay lên, thiên ngoại kim luân, bay vụt đến sau lưng la ma thập, la ma thập đang kịch đấu cùng sát kim, tình lình phát hiện sau lưng chớp động kim quang một vật xoay tròn bắn nhanh bay tới lama thập chấn động vội vươn tay đẩy ra không ngờ nghe lão kêu thầm một tiếng ngón trỏ nơi bàn tay phải đã bị chém đứt kim luân của tiết nô nhi sắc bén bá đạo chân lực tụ trên nó nào phải nhỏ dù là trưởng môn côn luân sơn chắc lăng chiêu cũng không dám dùng tay không tiếp lấy huống chi là kẻ khác lúc này bàn tay lama thập đầy máu sắc mặt trắng bệch sát kim tính tình tự phụ đã ra tay thì không muốn có người ngoài giúp đỡ. Lão lập tức thu đao, lạnh lùng đứng một bên. Lama mà thập thấy đại thế đã mất, lúc này quỳ dạp xuống đất, nhịn đau nhìn khả hãn xin rằng. Thần bị ma xui quỷ ám, lớn mật phạm thượng, tội ác tay trời, nhưng niệm tình thần từng tận tậm trung thành lúc trước, xin bệ hạ cho thần chết được toàn thây. Khả hãn hừ một tiếng, còn chưa mở miệng thì la ma thập đã vận khởi, u minh huyền chỉ điểm nhanh vào ngực mình lão hét lên một tiếng thảm thiết sắc mặt trắng bệch tay chân co rút một hồi rồi chết mọi người nhìn thi thể của la ma thập thì trong lòng bùi ngùi cảm thán lão tăng này học vấn uyên bác võ công thâm hậu là quốc sư của đệ nhất quốc gia tây cương ai ngờ địa vị cao vời mà còn mang lòng phản loạn cuối cùng rơi vào kết cục thảm thiết như vậy tiết nô nhi cười lạnh nói yêu tăng này có thể chết thoải mái như thế quả thật tiện nghi cho hắn chúng ta phải đem hắn cho ngũ mã phanh thây, để hả giận giúp công chúa. Lão thấy đối phương bắt giữ công chúa thì trong lòng bất mãn, lúc này muốn hủy thi cho hết giận. Sát Kim lắc đầu nói. Người này từng có công với Hán Quốc, lại là đại thần triều ta, quyết không để. Người xuống tay hủy thi thể của hắn. Nói rồi bước lên cản đường, Tiết Nô Nhi hắc hắc cười lạnh, đang muốn mở miệng thì nghe Tần Trọng Hải lên tiếng. Tiết Công Công, đây là chuyện nhà của người ta, xử lý lão yêu tăng kia thế nào là việc của khả hãn ông đừng làm những điều thừa nữa tiết nô nhi biến sắc đang muốn phát tác nhưng lại thấy khả hãn nhìn chằm chằm mình ánh mắt kiên định đầy uy nghiêm lão kinh ngạc hoảng sợ thầm nghĩ lão nhân này dung mạo tuy bình thường nhưng ánh mắt rất lợi hại tiết nô nhi hoảng sợ lùi lại một bước không dám nói thêm khả hãn sai người bắt giam tứ vương tử sau đó đi qua gặp hà đại nhân nói đã phiền đại nhân một đường vất vả đến đây, đều do ta dạy con không nghiêm, làm hại đến khách quý hoảng sợ, chấm xin tả tội với ngài. Nói xong cúi đầu vái chào, hà đại nhân vội đáp. Bệ hạ vạn lần đừng nên tự trách, như vậy chúng thần sao có thể gánh nổi. Khả hãn mỉm cười, quay đầu nhìn ngân xuyên công chúa, lại nói với hà đại nhân. Công chúa quý quốc tài sắc song toàn, không chỉ dung mạo xinh đẹp mà lòng dạ rộng rãi, kiến thức lại phi phàm, thật sự là một cô nương khó gặp lần này hai nhà chúng ta kết thân cuộc giao dịch này trẫm thật sự kiếm lời rất nhiều ha 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 hà đại nhân bồi cười nói thần chỉ hy vọng ngày sau vương tử có thể đối xử tốt với công chúa được vậy thần cũng an lòng khả hãn ừm một tiếng đương nhiên biết đứa con đạt bá nhi hãn của mình tính tình thô tục lúc này mới gọi hắn lại lại thấy đôi mắt gian tà của hắn còn loạn di chuyển trên người công chúa lòng háo sắc lộ cả ra ngoài. Khả Hãn tức giận quát: "Đạt Bá Nhi Hãn, ngươi nghe cho kỹ, sau này phải đối xử tử tế với công chúa, không thể tiếp ăn chơi phóng túng, có nghe hay không?" Đạt Bá Nhi Hãn sờ râu trên mặt, ấp úng nói: "Vâng, vâng, con, con nhất định ngoan ngoãn nghe lời của lão bà." Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của công chúa, đột nhiên khuôn mặt to bành ửng hồng như bẽn lẽn khả hãn biết đứa con này bình thường yếu đuối không phải là kẻ làm đại sự cảm thấy xấu hổ với người ngoài về tài cán bản lĩnh thì hắn thật sự không thể so sánh với tứ vương tử chỉ vì là trường tử lòng dạ lại không thâm độc chỉ còn cách truyền ngôi vị đế vương cho hắn mà thôi mọi người đang nói chuyện vui vẻ chợt vẻ mặt công chúa khác thường miệng nhỏ ấp úng một bộ muốn nói nhưng lại thôi tần trọng hài tiến lên một bước khom người nói công chúa có gì sai khiến trong mắt ngân xuyên công chúa như có ánh lệ nói ta ta lại chậm chạp nói không ra lời tần trọng hải lấy làm kỳ quái đến bên cạnh lưu vân hỏi khi trước đã xảy ra chuyện gì sao vẻ mặt công chúa lại kỳ dị vậy lưu vân cũng lắc đầu một cách khó hiểu nói để cũng không biết nữa có thể là do người hoảng sợ quá độ nên tinh thần bất ổn tần trọng hải gật đầu đồng ý Lúc này Khả Hãn và Hà Đại Nhân đàm luận mọi chuyện, tiếng cười không ngừng vang lên. Hà Đại Nhân không biết tiếng hồi, tuy dựa vào vũ nhạc sinh thông dịch nhưng bản lĩnh vuốt mông ngựa của lão quả thật rất cao, có thể hầu hạ Khả Hãn thư thư khoái khoái, tiếng cười không ngừng tuôn ra khỏi miệng. Lại nghe Khả Hãn cười nói. Hôm nay chấm bình định nội loạn, lại được một nữ tế dịu dàng xinh đẹp. Có thể nói là song hỷ lâm môn, chấm thật sự rất vui mừng. Hà Đại Nhân bồi cười nói không chỉ là xong hỷ lâm môn. Bồn này bệ hạ còn kết tình bang giao với đại minh chúng ta, ngày sau Hán Quốc nhất định Thái Bình An Khang. Khả hãn gật đầu cười nói. Nói rất hay. Đột nhiên vẻ mặt của y trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Ngân xuyên công chúa, khách lạc suy thân vương, hai người mau quỳ xuống tiếp chỉ. Khách lạc suy thân vương biết phụ hoàng đồng ý cho thành hôn ngay tại nơi này thì vui mừng như điên, hấp tấp quỳ xuống, phải nói là nằm úp sấp xuống đất ngân xuyên công chúa thì vẫn đứng bất động như không nghe chỉ gió lạnh thổi tới khiến thân thể mềm mại của nàng run lên ngơ ngẩn ngây ngốc đứng đó như đang nghĩ gì vậy hà đại nhân thấy vẻ khác thường của nàng vội tiến đến thấp giọng nói công chúa điện hạ khả hãn có chỉ xin công chúa mau mau quỳ xuống ngân xuyên công chúa quay đầu nhìn lưu vân thấy hắn đang nhìn về phía mình thoáng chốc bốn mắt giao nhau nào ngờ nàng lệ nóng tràn mi miễn cưỡng quay đầu đi quỳ xuống run giọng nói ngân xuyên xin tiếp thánh chỉ của khả hãn khả hãn cất vào giọng nói phụng ý của thiên tử đại minh con ta khách lạt suy thân vương đạt bá nhi hãn cùng với ngân xuyên công chúa đại minh kết thành phu thê hãn quốc chúng ta từ nay về sau vĩnh kết đồng tâm cùng hoa hạ trở thành hai nước anh em quân chủ hai nước lấy tình giao tâm chọn đời không đổi đạt bá nhi hãn mừng như điên liên tục dập đầu đa tạ phụ hoàng hôm nay hắn diệt được đối thủ mạc nhi hãn lại cưới được hoàng nữ xinh đẹp của hoàng đế trung hoa có thể nói là vô cùng may mắn tinh thần phấn khích vô cùng hắn không kiềm chế được lại nhào tới hôn công chúa ngân xuyên công chúa kêu một tiếng sợ hãi vội vàng né tránh khả hãn thấy con háo sắc như vậy trong lòng buồn bực lúc này giơ chân đá khách lạt suy thân vương qua một bên quát tên khốn này ngay cả động phòng hoa chúc cũng không chờ được sao. Y quay qua thì thấy công chúa hai mắt đẫm lệ, biết tiểu nha đầu này đang nhớ đến cô quốc, trong lòng chợt có cảm giác yêu thương, liền muốn ban thưởng cho nàng một chút. Chỉ thấy khả hãn vươn tay nâng công. Chúa đứng dậy, nói. Trẫm đã quyết, chờ đến ngày hai con thành hôn, sẽ lập tức phong cho con là vương phi của khách lạt suy thân vương. Sau này chờ hỗn tiểu tử đạt bá nhi hãn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, con cũng sẽ là hoàng hậu của bồn quốc mong rằng sau này con có thể trao dồi thuật nhân tâm phụ cá con ta điều hành triều chính đám người hà đại nhân nghe thì vui mừng biết sau này địa vị của công chúa tại hán quốc nhất định vững vàng đều đồng loạt quỳ xuống bái tạ khả hãn thấy thân thể mềm mại của công chúa vẫn run rẩy nước mắt rơi như mưa thì an ủi hải tử ngoan từ nay về sau con cứ xem nơi này là nhà của mình chấm nhất định sẽ đối xử tử tế với con giống như con ruột vậy đừng nhớ nhà nữa được chứ hà đại nhân thấy khả hãn yêu thương công chúa như vậy thì trong lòng cũng an tâm ban đêm khả hãn dẫn mọi người vào quan ải mở đến cả ngàn bàn tiệc chiêu đãi tướng lĩnh binh lính trung hoa phong tục của hãn quốc phóng khoáng không có chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nghiêm khắc như trung hoa khả hãn mời công chúa đám người hà đại nhân tiết nô nhi ngồi ở vị trí cao cùng các đại thần của hãn quốc tần trọng hải Lưu Vân và các võ tướng khác thì ngồi cùng bàn với các tướng lĩnh. Bữa tiệc diễn ra vô cùng ồn ào náo nhiệt, Tần Lư hai người trải qua gian nan nguy hiểm, nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết, mắt thấy kết cục viên mãn như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hai người cùng tướng lĩnh Hán Quốc tận tình uống một trận sảng khoái, cứ như thế so rượu tìm vui. Sát Kim không ngồi uống cùng mọi người, chỉ lẻ loi đơn độc ra ngoài doanh chướng nghỉ ngơi. Dường như lão trời sinh tính tình cao ngạo, xưa nay đã như... Vậy, Lư Vân còn đang uống, chợt cảm giác nơi xa xa có một đôi mắt nhìn mình. Hắn ngẩng đầu, phát hiện đó là Ngân Xuyên công chúa. Chỉ thấy trong mắt nàng như ẩn chứa đầy bi thương, lại như có điều gì muốn nói. Lư Vân thấy không an tâm, muốn qua vấn an nàng. Có điều nhớ đến thân phận của hai người, đành nhịn ý định này xuống. Chương 11, khuyên người hãy cạn chén mời một. Anh hùng trí tác giả, Tôn Hiểu. Quyển năm hành trình sang Tây. Chương 11, khuyên người hãy cạn chén mời một. Buổi chiều hôm sau, Khả Hãn thấy hôn sự đã thành, liền viết một lá thơ gửi hoàng đế Đại Minh khen ngợi công lao của mọi người, lại tặng cho 10 xe hoàng kim đem về xem như tạ lễ. Cảm niệm Tần Trọng Hải, Lưu Vân tham gia dẹp loạn, ngoài tặng cho bọn họ kim bài ghi công, Khả Hãn còn đích thân đưa đến quan ngoài. Công chúa cũng ngồi trên ngọc liễn đến tiễn đưa. Lúc này Hà Đại Nhân cười nói, xin bệ hạ dừng bước đại loạn của quý quốc vừa xong chiều chính một ngày không thể vô chủ xin bệ hạ nhanh chóng hồi kinh khả hãn cười đáp hà đại nhân yên tâm trải qua nội loạn lần này ta đã biết đối đãi với người bằng hai chữ tâm thành muốn hãn quốc ta sinh ra nội loạn nữa chỉ sợ không dễ dàng lời khuyên cư xử với người phải tâm thành là khả hãn nghe theo mân xuyên công chúa mọi người đang muốn rời đi chợt nghe công chúa nói chư vị chậm đã. Nàng chậm rãi đi ra từ trong xe, ven áo thi lễ với khả hãn rồi thưa rằng. Thần thiếp có vật riêng muốn truyền lại cho quốc chủ bồn quốc, không biết khả hãn cho phép chăng? Khả hãn nghĩ đến phụ tử cốt nhục tình thâm, liền đáp. Việc này là đương nhiên, con cứ đi đi, công chúa nhẹ giọng nói. Đa tạ bệ hạ, nàng chào khả hãn rồi dẫn theo vài à cung nữ tới một góc núi xa xa. Sau một lúc có một cung nữ đi lại, hỏi vị nào là tham mưu Lưu Vân, công chúa? Có chuyện cần căn dặn. Lưu Vân ồ một tiếng, sửa sang lại trang phục một chút rồi theo cung nữ kia. Hà Đại Nhân lấy làm lạ, không biết công chúa vì sao lại triệu kiến Lưu Vân. Lão liền liếc mắt nhìn Tần Trọng Hải, y lại quay đầu đi như không biết. Hà Đại Nhân thấy bộ dạng uể oải của đối phương, liền đi qua ghé vào tai y, thấp giọng nói. Hiện công chúa đã xuất giá, Lưu Tham Mưu lại là thiếu niên anh Tuấn, người đi xem chừng bọn họ, đừng để khách lạc suy thân vương có suy nghĩ không hay. Tần Trọng Hải ậm ư một tiếng, lại mắng thầm. Còn bà nó chứ, việc nhàm chán như vậy mà lại đổ lên đầu lão tử. Lập tức ngáp một cái, tùy tiện theo sau Lưu Vân. Lưu Vân tới khe núi, chỉ thấy công chúa đứng ở sơn biên, dõi mắt nhìn về hướng đông như đang suy nghĩ. Trong rừng cây phủ đầy tuyết, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào càng tăng thêm vẻ tĩnh lặng. Lưu Vân nhìn thân ảnh công chúa, biết đây là lần cuối gặp nàng, nhất thời nghĩ ngợi miên man. Một hồi lâu sau, công chúa vẫn thủy chung đứng đó, không nói không rằng cũng không xoay người lại gặp. Mọi âm thanh đều tắt lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc lùa trên những cành khô. Lư Vân đành ho nhẹ một tiếng, đang muốn lên tiếng thì công chúa chợt thở dài, nói. Lư tham mưu, đa tả huynh. Lư Vân dừng sốt nhìn bóng dáng yêu kiều kia, không biết tại sao nàng nói ra lời ấy. Chỉ nghe công chúa nhẹ nhàng nói, "Đã nhiều ngày huynh cùng ta vào sinh ra tử, mấy lần xả thân cứu mạng, ta thật nên báo đáp cho huynh mới phải." Lư Vân vâng dạ một tiếng, khom người nói, "Đó là bổn phận của vi thần, xin công chúa đừng khách khí." Mấy ngày hai người cùng qua sinh tử hoạn nạn trên núi, sớm đã quen thuộc. Chẳng biết sao về tới giữa mọi người, Lư Vân liền cảm thấy sự phân chia thân phận rõ ràng giữa hai bên lời lẽ lại khôi phục sự câu nệ như trước. Công chúa nghe hắn nói thì lâm vào trầm mặc hồi lâu. Lư Vân nhìn bóng dáng cô độc của nàng, trong lòng chợt nhói lên. Cảm giác thương hại, thầm nghĩ, chúng ta trở về trung thổ, để công chúa một mình ở lại Tây vực, khó trách nàng thương cảm như vậy. Nhớ tới mấy ngày cùng chung hoạn nạn, bất giác khóe hắn mắt ướt lên, thở ra một hơi thật dài. Công chúa nghe tiếng thở than, đột nhiên chậm rãi xoay người về phía Lư Vân nhẹ giọng nói hà cớ gì mà lư tham mưu thở dài ánh tà dương chiếu xuống chỉ thấy khuôn mặt thanh tú của nàng mang theo nét khả ái diễm lệ không gì sánh được lư vân nghĩ tới nỗi ly biệt sắp tới trong lòng chua sót chỉ biết lắc đầu không đáp công chúa đi lên vài bước nhìn thẳng vào khuôn mặt lư vân nói lư tham mưu trước thì huynh cứu tính mạng của ta sau lại bảo hộ khả hãn lập nhiều kỳ công như thế trở về tất sẽ được ban thường trọng hậu, còn chuyện gì hao tâm tổn tứ nữa đây? Lư Vân nghe lời của nàng, chỉ lắc đầu nói. Thần thở dài không phải vì bản thân mình. Lời này có hàm ý là hắn thở dài thay cho công chúa. Chỉ là nói không rõ để tránh thêm rắc rối. Công chúa thản nhiên nói. Sao huynh nói như vậy? Ngày sau ta là Hoàng Phi Hãn Quốc, huynh là tướng quân Đại Minh. Hai người chúng ta đều có tương lai tốt đẹp, nên vui vẻ mới phải chứ huynh nói đúng không? Nói rồi nàng khẽ cười, không biết là vui hay buồn. Lư Vân thấy công chúa miễn cưỡng cười vui, trong lòng buồn bã thầm nghĩ. Công chúa thật đáng thương, đến nước. Này mà nàng vẫn gắng tỏ ra không có chuyện gì, thực là khổ cho nàng. Hắn ừng một tiếng, thuận theo lời của nàng mà nói. Công chúa dậy rất phải, khả hãn ưa thích công chúa, nhất định người sẽ được sủng ái, cả đời này sẽ hạnh phúc, không cần phiền lòng công chúa nghe thì cúi đầu bất động hồi lâu lư vân muốn nói điều gì đó an ủi nàng trong chốc lát không nghĩ ra đành ngậm môi lặng lẽ không ra tiếng đột nhiên một trận hàn phong ngày đông thổi tới làm cho công chúa lạnh run cả người lư vân thấy thì vội cởi áo khoác lông cừu trên người hắn muốn khoác lên vai nàng nhưng lại thầm nghĩ ta là phận thần tử nếu khoác lên vai nàng không phải đã quá phận sao biết làm vậy là không ổn nên hắn đành nhịn lại chỉ ngơ ngác cầm chiếc áo lông cừu nọ trên tay. Công chúa thấy bộ dạng của Lưu Vân có vẻ khó xử. Nàng ngẩng đầu, cười ảm đạm nói. Lưu tham mưu, kỳ thật huynh cần gì phải câu nệ vậy, dù sao. Dù sao đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, có đúng? Không. Lưu Vân nghe nàng nói trong lòng vừa tỉnh. Đúng vậy, qua hôm nay, ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Nghĩ đến về sau hai người không còn gặp lại, Lưu Vân buồn bã trong lòng, thấp giọng nói. Công chúa ở Hán Quốc, nhất định phải bảo trọng nhiều hơn. Thần thân tại Đại Minh, ngày đêm cầu chúc cho người bình an. Công chúa nghe lời này, không thể kìm. Được mà khóc nức nở thành tiếng, Lư Vân cả kinh hỏi. Công chúa, người làm sao vậy? Công chúa rơi lệ đầy mặt, bi thương nói. Lư tham mưu, sau ngày hôm nay, ta, ta cũng ngày đêm cầu chúc cho huynh. Lư Vân run giọng lắp bắp, công chúa điện hạ người chỉ nghe công chúa nói trong nước mắt ngày ấy ta thấy huynh ngã xuống vực sâu thì toàn thân lạnh giá không còn thiết tới thứ gì trên thế gian nữa ta thương tâm đến khóc mà lại không khóc được huynh có biết đến khi ta thấy huynh không có chuyện trong lòng ta cao hứng biết bao nhiêu lư vân ồ một tiếng ngơ ngác nghe công chúa kể ra tâm sự không thể ngờ được trong lòng công chúa lại nhớ đến hắn nhất thời cảm xúc lẫn lộn trăm mối tơ vò Đứng ngẩn người ngay tại chỗ. Trong không gian tịch mịch, chỉ nghe công chúa khẽ nói. "Lư Tham Mưu, từ lúc chúng ta gặp mặt, huynh thủy chung coi ta là công chúa tôn. Quý, ta sinh ra đã tiếp nhận lễ pháp giáo dưỡng của hoàng gia, trên vai gánh theo nỗi khổ của lê dân. Ngay cả hôn nhân đại sự cũng được người khác an bài, tất cả mọi người cho ta là cành vàng lá ngọc, không gì so sánh được. Kỳ thật, kỳ thật ta cũng chỉ là một cô nương nhỏ bình thường mà thôi." nói đến chỗ này nàng lặng lẽ xoay người sang chỗ khác ôm lấy đôi vai của mình toàn thân không ngừng run rẩy do giá lạnh lưu vân đi tới chăm chú nhìn nàng chỉ thấy trên mặt công chúa tràn đầy nước mắt như lúc hai người còn ở trên thiên sơn ngày đó hắn cột chặt công chúa trong lòng nàng liền trở thành một cô nương nhỏ đáng thương cần được bảo vệ che chở càng nghĩ lại thì trong lòng lưu vân càng hiện niềm thương cảm lúc này cả gan khoác tấm áo lông da cửu lên vai nàng Hai tay công chúa siết chặt tấm áo lông trên vai, nước mắt lại óng ánh chảy xuống hai gò má. Lư Vân thấy nàng đau khổ, muốn ôm nàng vào ngực an ủi một phen. Chỉ là thân phận hai người thật sự cách nhau quá xa. Hắn có lớn mật gấp trăm lần cũng không dám như thế. Nhất thời cúi đầu, không dám động vào nàng. Gió núi hây hây càng làm cái rét lạnh. Thêm gấp bội, hai người đối mặt nhưng bất động không hề nói gì. Một hồi lâu sau, cuối cùng công chúa lau đi nước mắt nàng chậm rãi xoay người nhẹ giọng nói lần này trở về cố quốc cách vạn núi ngàn sông lư tham mưu nhất định phải bảo trọng nói rồi xoay người muốn rời khỏi rừng cây trong đầu lư vân ông một tiếng thầm nghĩ nàng sắp đi sao hắn chạy theo kêu to rằng công chúa điện hạ chờ một chút công chúa dừng chân ngoái đầu nhìn lư vân ánh mắt nàng dường như ở chờ mong cái gì nhưng lại không thể mở miệng lư vân trầm mặc một lúc như suy tính điều gì chợt thấy hắn cắn răng lớn tiếng nói công chúa điện hạ thần biết người không thích nơi tây vực này để thần dẫn người trở về công chúa nghe lời này thì a à, một tiếng nàng lui một bước run giọng nói huynh nói nói sao lời này là thật lúc này trong đầu Lưu vân như có xét đánh dữ dội ầm ầm dám mang công chúa chạy trốn chính là họa chu di tam tộc có điều nghĩ lại hắn chỉ là một khâm phạm trốn tù hơn nữa trong nhà đã không còn người thân nào Thật không có gì phải sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay rồi quả quyết nói: "Công chúa điện hạ, người sống trên đời chỉ cầu hai chữ tự do tự tại. Nếu người không thích Tây vực, cần gì phải miễn cưỡng bản thân để thần đưa người." "Trở về Bắc Kinh." Công chúa nghe hai chữ Bắc Kinh thì chấn động thân mình. Nàng cúi đầu buồn bã nói: "Trở về Bắc Kinh sao? Không thể được, nếu ta bội ước không xuất giá, phụ hoàng sẽ giết ta mất lư vân thấy thần sắc nàng đầy đau khổ không biết lấy từ đâu ra dũng khí lúc này hừ một tiếng nói không về bắc kinh thì cũng không chết đói mà sợ nếu thánh thượng không đồng ý vậy thì công chúa chịu khó một lần chúng ta tới sơn đông trốn vài năm chờ thánh thượng hết giận rồi tính tiếp cũng không muộn công chúa nghe thì trong mắt hiện vẻ vui sướng run giọng nói lư tham mưu huynh huynh đồng ý dẫn ta đi Lưu Vân gật đầu, lớn tiếng nói. Đúng vậy, Lô Mỗ tuy không phải vương công quý tộc gì, nhưng xưa nay nhất môn cửu đỉnh. Lần này tới Tây Vực, thần không màng gian nan, liên tiếp cứu giá cũng không phải ham công danh phần thường. Chỉ cầu cho công chúa cả đời này đều bình an hạnh phúc. Hôm nay, thần nhận lời, tuyệt không phải thuận miệng mà nói. Công chúa thấy vẻ quả quyết trên mặt hắn, biết lời này là thật thì mừng rỡ không thôi, lại bật khóc thành tiếng thoáng chốc nước mắt thấm ướt tay áo. Lưu Vân khom thân nhìn nàng, khẽ hỏi. Vậy Điện Hạ quyết định thế nào? Công chúa đột nhiên thả người vào lòng Lưu Vân rồi ôm chặt lấy hắn. Nhất thời Lưu Vân không biết hành động thế nào cho phải. Hắn lòng đầy xấu hổ, đang muốn đẩy ra thì chợt cảm giác ngón tay công chúa khẽ đụng lên miệng, nàng lại nhẹ. Nhàng nói bên tai. Lưu tham mưu, có mấy câu nói đó. Ngân xuyên chết cũng không uổng nói rồi kiễng chân hôn lên môi hắn một nụ hôn thật sâu. Lư Vân kinh hãi giật mình, toàn thân như có luồng điện chảy qua thì công chúa đã buông tay rồi lùi về sau, ánh mắt trở nên tùy mị vô hạn. Lư Vân khó hiểu ý tứ của nàng, lắp bắp hỏi lại. Công chúa điện hạ, người, người, đây là... Công chúa chăm chú nhìn hắn, ôn nhu nói. Lư tham mưu, kiếp này ta có thể gặp gỡ huynh, đó là phúc phận lớn nhất. Chỉ mong kiếp sau có thể báo đáp lư vân cả kinh nói không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao sao người lại không đi công chúa cười buồn bã lắc đầu nói một phen gặp gỡ dù như giấc chiêm bao đã thấy là đủ nếu ta theo huynh hai ta thực có lỗi với tần tướng quân cùng liễu hầu ra như vậy sao được nàng xoay người sang chỗ khác lưng đưa về lư vân nhẹ giọng nói chỉ mong ông trời có mắt để huynh cùng cố tiểu thư hữu tình sẽ thành quyến thuộc khi thành thân đưa tin tới hãn quốc ta cũng vui mừng thay huynh lư vân giờ mới hiểu tâm ý công chúa hắn buồn bã nói công chúa ta ta công chúa cúi đầu nói lư lang chàng phải bảo trọng chúng ta hữu duyên sẽ tái ngộ lời lẽ tuy dứt khoát nhưng mơ hồ nghẹn ngào thương tâm cũng không mong lư vân biết được trong gió bắc lạnh thấu xương công chúa chậm rãi rời khỏi rừng cây trên đường nàng lại không quay đầu thêm lần nào nữa lư vân mắt thấy thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều kia càng bước càng xa sắp mất bóng thì cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm tư kêu lên công chúa điện hạ hai chân muốn đuổi theo nàng chợt thấy một người hai tay ôm ngực dựa vào thân cây trước mặt bộ mặt người này uể oải chính là tần trọng hải đã đến lư vân thấy y bất giác trong tâm bi thảm nói tần tướng quân ta ta tần trọng hải nhìn hắn một cái lắc đầu thở dài lư huynh đệ đừng đuổi theo nữa khả hãn đang ở bên ngoài nếu tùy tiện đuổi theo lại khiến công chúa khóc lóc thì sao lúc đó nàng sẽ phải làm thế nào xét cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ nghi yếu đuối mà thôi xem ra tần trọng hải đến đã được một lúc lại để hai người tự nhiên trò chuyện đến lúc cuối mới hiện thân chặn lại lư vân nghe lời này thì như bừng tỉnh khỏi bến mê có điều nghĩ đến công chúa từ nay về sau ở Tây Vực, không thể trở về trung thổ thì lòng hắn như đau cắt, chỉ ngơ ngác đứng ngây ngốc. Tần Trọng Hải vỗ vai hắn, nói. Đi thôi, đừng nên nghĩ nhiều nữa, đến lúc trở về bồn quốc rồi. lư Vân nhìn rừng cây lạnh lẽo, tự biết. Đời này sẽ không còn được gặp lại công chúa. Thân là nam nhi đại trượng phu mà vẫn nhịn không được để nước mắt ứa ra. Hết thảy sự tình, Thính quý vị hãy tiếp tục đón xem phần tiếp theo. Vui lòng nhấn like hoặc theo dõi nếu bạn yêu thích kênh